Lâm Thúy Vân xin thân ái kính chào thưa quý vị đang xem chương trình Lâm Thúy Vân Talk Show. Kính thưa quý vị, hàng ngày chúng ta đều mở TV lên hoặc là mình có nghe nói về nhiều việc lắm. Những cái một trong số mà cái chuyện mà thương tâm nhất Thúy Vân muốn nói lên và khơi lên trong ngày hôm nay là về buôn người. Kính thưa quý vị, đây là một cái đề tài mà một cái vấn đề rất lớn cho cộng đồng chúng ta, đặc biệt là những người bị buôn từ bên Việt Nam. Thì để trước khi Lâm Thúy Vân bước vào chương trình và giới thiệu cái người guest mà Lâm Thúy Vân đã mời cho chương trình hôm nay, Lâm Thúy Vân xin mời quý vị hãy xem một đoạn clip về buôn người. Từ năm 2001 đến nay, Việt Nam đã chính thức gửi 600.000 công nhân đi lao động ở ngoại quốc. Mỗi năm có thêm 85 đến 100.000 công nhân đi tha hương cầu thực trong chính sách xóa đói giảm nghèo. Mục đích của chính sách này là tạo công ăn việc làm cho dân ở những thôn làng xa xôi nghèo khó. Nhưng trong thực tế, xuất khẩu lao động đã trở thành một kỹ nghệ buôn người, làm giàu cho những kẻ quyền thế trên mồ hôi và nước mắt của dân đen. Điển hình là tình cảnh của 176 nữ công nhân đi lao động ở Jordan. Từ các vùng quê, họ được đưa đến Jordan cuối năm 2007 để may mặc cho hãng W&D Apparel, tiếng Hoa là công ty Sơn Hoa, do ông James Shen, người Đài Loan, làm giám đốc. Cuối năm ngoái, anh Thủy có về phường em nói là tự dưng là người của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy người đi xuất khẩu để xóa đói giảm nghèo. Em đi ở công ty của ông Lương Như Đường. Khi đi lúc em nộp tiền là cái giấy biên lai đóng tiền của em đấy là đi Đài Loan cơ. Thì em mới bảo là sao, em mới hỏi là tại sao lại đi Jordan mà sao lại giấy lại đi Đài Loan. Thì ông đấy bảo là cái không vấn đề gì cả. Vay ngân hàng em phải mượn 3 cái sổ cơ. Một cái sổ là đứng tên mẹ chồng em, với một cái sổ là đứng tên mẹ đẻ em, với một cái sổ đứng tên nhà em là vay 30 triệu. Khi đến Jordan, họ bị bắt làm việc quần quật 16 tiếng một ngày cho một đồng lương rất thấp. Có người chỉ lãnh 30 Mỹ Kim, trong khi hợp đồng hứa hẹn 250 Mỹ Kim một tháng cho 8 giờ làm việc mỗi ngày. Số thu nhập của họ không đủ trả lãi, tiền vay nợ ngân hàng để trả cho công ty môi giới. Thời gian họ bắt làm ở nhà đi thì làm 8 tiếng, nhưng sang đấy họ bắt làm 15-16 tiếng. Ông chủ không trả đúng lương cho chúng em nên là chúng em cũng đình công và viết đơn cho ông chủ để giải quyết cho chúng em nhanh chóng để chúng em đi làm. Nhưng ông chủ không giải quyết theo đơn của chúng em và ông chủ đã thuê cảnh sát đến đánh chúng em. Cầm lại đúng em mà chúng ta cho nên bị đánh. Nhưng mà em bị đánh nhưng mà có thư nhà em. Nhà rất thân đầm chính nhà em, có thư nhà em, có thư nhà em, có thư nhà em, bọn em. Thế thì tự nhiên tôi thấy mọi người kéo nhau đến, cảnh sát kéo đến và bảo là đi làm. Thì mọi người tất cả bảo là không đi làm. Thì bắt đầu nó mới vào nó đánh. Những người là nằm ở trên là nó bắt đầu nó cúng tóc ạ. Cúng tóc nó đập xuống đất trước, xong nó đập lên cái thành giường sắt bọn em này này. Thế là có chị Vang này, thì là Vang bị mất mất. Rồi bọn em mới chạy vào bọn mọi người mới nói bảo là ôi chúng mày ơi, cảnh sát thì là đánh chết người lôi đi. Và nó vẫn cứ cúng tóc của Vang. Thế thì lúc đấy Vang ngất xỉu đi, thế nào chúng nó nhìn thấy nó sợ quá, bọn cảnh sát sợ quá. Thế cảnh sát mới chạy ra ngoài. Cảnh sát lấy bình xịt, xịt mù mịt tôi là cái xịt cái đấy mình cứu ngoại nhưng mà nó là bằng cái bột gì em không biết. Nói chung em bọn em bị sặn rất là nhiều, xịt vào mũi vào miếc nó mù mịt. Trong khi đó là bắt Hà Thị Ngoãn ạ. Thì nó bắt Thị Ngoãn để nó lôi đi, nó bắt tóc ạ. Nó lôi đi, nó kéo xuống tóc, nó lôi sạch của Ngoãn đi. Thế thì em mới chạy ra, em mới đòi cái bọn phải trả người tao. Ý là em vừa khóc vừa kêu.
như thế ấy. Nhưng mà khi mà van bị mất thì chúng nó sợ quá, chúng nó chạy ra ngoài. Thì bọn em chạy ùa ra theo, bọn em đập một cái cửa kính anh ạ, đập cái cửa kính ở cái chỗ mà lối thoát để nhìn ra đường ấy ạ. Bọn em ý là cầu cứu ấy, nhưng mà cũng không ai đến cứu. Lúc khi đó lại toàn là cảnh sát đến thôi, và cảnh sát đến tay ai cũng cầm gậy, cầm gậy. Khi mà bọn em mà nhoi ra để chỉ cái thằng mà nó đánh bọn em ấy, thì là bọn cảnh sát lại giơ gậy lên vụt bọn em. Đấy, cảnh sát được sau người ta đến ấy ạ. Rất nhiều cảnh sát đến nhưng mà lại không phải cảnh sát để bảo vệ công nhân Việt Nam bọn em, mà chỉ là cảnh sát để đứng về phía công ty thôi. Họ đánh em và về hôm sau là em ốm mất một tuần và uống thuốc nên bây giờ đầu em vẫn choáng váng. Kính thưa quý vị, đó là một cái clip mà quý vị vừa xem, đó là một cái clip của một em. Em ta năm nay là được 29 tuổi, lúc đó thì cũng khoảng 20 mấy tuổi thôi. Thì những gì quý vị đã xem là được thu qua bằng cell phone. Thì hôm nay Lâm Thúy Vân xin quý vị hãy xem cái chương trình Nói về muôn người qua một cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt của một người em, Vũ Phương Anh. Phương Anh là mới được sang Mỹ và hiện tại đang ở. Xin em chia sẻ về cái vấn đề mà em thế nào để đi sang, cái câu chuyện mà để em qua bên Jordan. Thì cái cuộc sống nuôi mẹ bệnh tật như vậy, rồi con nhỏ mà Phương Anh lúc còn rất là trẻ, 20-21 thôi, trẻ lắm. Thì Phương Anh cũng đã đi vào trong Bình Dương để làm ở khu công nghiệp Sóng Thần, may giày, rồi may quần áo, rồi làm tất cả những việc nội trợ, tất cả mọi thứ. Nhưng cũng không thể nào mà đủ tiền thuốc cho mẹ được. Bởi vì ở Việt Nam, mỗi lần vào viện là cả một vấn đề đối với gia đình Phương Anh. Mẹ Phương Anh bị bệnh mà khi vào viện thì không phải là chỉ có tiền thuốc thang đâu. Tiền người ta phải đưa, mình phải đưa tiền riêng cho bác sĩ. Nếu không có tiền cho bác sĩ thì bác sĩ nó sẽ không có quan tâm tới mẹ của mình. Nghĩa là mỗi một lần vào viện thì là cả một cái vấn đề nỗi khổ đè lên cái sức người nhỏ bé như Phương Anh. Đó, sau đây là Phương Anh không biết thế nào mà cũng xoay sở đủ thứ rồi, cũng cố gắng thôi, nhưng mà không biết sao đó. Thì Phương Anh mới ở cái chương trình gọi như là của do nhà nước đưa ra, gọi là chương trình, cái đầu đề là đi xuất khẩu lao động theo diện xóa đói giảm nghèo cho những người dân nghèo khổ. Thì Phương Anh đã đến và hỏi họ, thì họ nói là đi này là đi nước ngoài, và đi nước gọi là nước Jordani. Đó, thì đi làm ở đây á thì là cuộc sống cũng như đi làm may thôi, đi làm may. Jordani là Trung Đông. Ở Trung Đông. Okay. Yeah. Nhưng lúc đó thì không có biết Trung Đông, mà chỉ biết là ở nước Jordani. Và đi nước ngoài thì làm việc trong một ngày làm 8 tiếng, làm may. Chỉ làm 8 tiếng thôi, đó là cái lời mà ở bên phía Việt Nam nói. Mà mỗi một tháng á thì riêng cái tiền đã được $220 một tháng, nhưng cộng theo các tiền khoản trợ cấp, xa nhà, tiền chuyên cần thì là sẽ nhận được $300 một tháng. Thì họ cũng nói là trước khi đi thì nộp cho họ là 2.000 Mỹ Kim á. Thì đợt đó là tính ra cũng là 32 triệu tiền Việt. Thì Phương Anh có về và đi cho họ nói đi trong 3 năm. Thì Phương Anh có về nói với mẹ rồi lấy bút, lấy giấy ra để tính, nghĩa là mình làm như vậy, nghĩa là chỉ đi á, thì chỉ mất có $2,000 thôi, mà mỗi tháng mình làm 300, mà làm việc có 8 tiếng mà làm may thôi, bình thường thôi, đi. Thì em có hỏi họ bây giờ em không có số tiền như vậy. Thì họ nói là bây giờ họ viết cho tờ giấy, viết cho một cái tờ giấy coi như là nói là Vũ Phương Anh là người đi lao động, chuẩn bị đi lao động, hợp tác lao động ở bên Jordan đi. Thì là nhờ ngân hàng, gọi là ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, nghĩa là cho Phương Anh để mà vay vốn, vay cái số vốn đó. Nhưng mà Phương Anh, họ hỏi, nói Phương Anh là về cầm cái sổ đỏ, nghĩa là sổ đỏ ở đây á, là một cái sổ đất mà là được quyền, mình được quyền sử dụng cái sổ đất, nếu có sổ đất đó thì mình được quyền sử dụng cái ngôi nhà mình đang ở, cũng như đất vườn, đó là một cái nhà mình đang ở, để cầm cái sổ đỏ đó, nghĩa là thế chấp vào ngân hàng, và ngân hàng cho mình vay cái số tiền đó, và họ chuyển xuống cái chỗ mà để mình đi lao động, thì là mình sẽ đi lao động. Thì lúc đó em đi sang Trung Đông thì em để lại ở nhà mẹ em và con gái của em.
Rồi, lúc đó là con gái em bao nhiêu tuổi? Cháu được 2 tuổi, hơn 2 2 tuổi. tuổi. Ok, em sang Trung Đông. Khi em sang đó thì việc như thế nào? Khi mà em Em qua và em đi cùng bao nhiêu người cơ? nhóm của em là 276 người trừ 4 thanh niên Bao nhiêu là phụ nữ hết? trừ 4 Và người mỗi người phải đóng 32 triệu. 32 triệu. Còn chưa kể đến các khoản tiền khác, tiền làm hộ chiếu, Vâng. tiền khám sức khỏe, tiền ăn học, nghĩa là tất cả mọi khoản tiền nữa. Thì coi giống như là bao nhiêu người là phụ nữ hết, chỉ có 4 người là phái nam thôi. Đúng rồi. Rồi em sang Trung Đông. Em khi mà em đi làm thì nhiều người bây giờ có hỏi là ký hợp đồng là như thế nào. Lúc đó thực sự ra bọn em không có được ký hợp đồng. Nói ra cái này điều này thì có thể là các cô chú bác cùng các anh chị rất là ngạc nhiên, nhưng đây nó là sự thật, bởi vì đây là 276 người lao động cùng chung một số phận. Nghĩa là đi thì buổi tối hôm đó, ví dụ ngày mai là ra phi trường để đi sang Jordan rồi, thì buổi tối hôm đó thì người ta mới nói là khoảng 9 giờ tối còn xuống, là xuống tất cả mọi người lao động xuống đây để ký vào tờ giấy này rồi là để đi lao động. Thực ra đến đó, cái đó là bản hợp đồng nhưng họ in ra bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, và cũng có tiếng Việt, nhưng mà lúc đó họ nói là bây giờ ký vào chỗ này đi, ký vào cái chỗ này, nghĩa là người ta cứ để rời ra, ví dụ chị đưa cho em tờ nào em ký vào đó. Em thì có thể là biết viết cái tên của mình, nhiều người bạn của em cũng ở những cái nơi mà không có được đi học, họ không biết ký cái tên của mình, hoặc làm sao họ biết biết đọc, thì họ lăn cái dấu lăn tay này thôi. Mà em biết đó họ có ý đồ là họ lừa mình, cái người mà thiếu sự hiểu biết như bọn em. Không có, đó là chính là bản hợp đồng nhưng họ không nói đó là bản hợp đồng. Khi mà sang bên kia rồi. Đầu tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cử ông Trần Việt Tú, Phó Tổng lãnh sự ở Cairo, Ai Cập, đến Jordan để phối hợp với phái đoàn liên ngành đến từ Việt Nam. Nhiệm vụ của họ là cô lập và trục xuất số công nhân bị tình nghi chủ động cuộc đình công, để rồi ép các công nhân còn lại quay về làm việc cho chính kẻ đã bóc lột và hành hung họ. Ôi, em chả thấy giải quyết được cái gì cho chúng em, chỉ dọa nạt chúng em nhiều thôi. Nói chung là các ông đấy thì em chả biết tên ai lắm, nhưng mà thấy ông Trung với ông Việt, thấy ông gì, có nghĩa là họ chỉ nói về đứng về phía công ty, chả đứng về phía bên chị em bên Việt Nam mình một tí nào cả. Tôi đề nghị không nói, tôi bây giờ là làm thủ tục để về nước nên là đề nghị tôi gọi đến tên ai người đó đứng ra. Khi các công nhân phản đối thì họ bị phái đoàn lùng bắt. Các công nhân tìm đường tháo chạy trong sự hỗn loạn. Họ bị chặn tại cửa bởi nhân viên bảo vệ do phái đoàn thuê và đem đến. Trong cảnh nhốn nháo, một nhân viên phái đoàn tên là Phương chụp chị Trần Thị Ánh, bẻ quạt tay chị và nắm tóc kéo chị lôi đi. Trong cuộc bố giáp ngày 19 tháng 2 trước đây, chị Ánh từng bị cảnh sát Jordan đánh đến bất tỉnh và sau đó chị luôn bị mê sảng. Sau cuộc áp đảo của phái đoàn Việt Nam, chị bị mê sảng trở lại. Thất bại trong ý định đẩy công nhân trở lại với kẻ đã buôn bán họ, chính phủ và các công ty môi giới ém nhẹm sự vụ bằng cách triệt hạ uy tín. Ông Đường đã gọi điện sang đây bảo là sang bên đây mấy người đình công là phải đi đánh đỉ toàn bộ công nhân ở đấy, là đình công nó bây giờ đánh đỉ, cho nên nó danh dự của bọn em bây giờ bị bôi nhỏ rồi. Thì bây giờ em cũng rất là lo, sợ về nhà bây giờ về mà nếu về như thế này, mình ở bên này bị đánh đập như thế mà bây giờ về mà thì em biết hỏi ai, với lại biết kêu chỗ nào ấy.
về em chán lắm rồi, ở đây em chán lắm rồi. Em kể từ cái lúc mà em bước xuống máy bay, người nào ra đón em? Khi mà em bước xuống máy bay ở bên Jordan đó, thì là người của công ty đó ra đón. Ra đón thì họ nói với bọn em bằng tiếng Anh. Là họ đến, họ nói bằng tiếng Anh của với bọn em, bọn em không biết cái gì hết. Thì họ nói là lên xe, thì bọn em lên xe. Và khi mà về đến cái công ty mà nơi làm việc rồi, thì cái công ty đó là cái khu mà khép kín. Đó, nó không có, nghĩa là làm việc ở bên trên và ở khu tầng dưới, tầng trệt đó luôn. Thì khi mà lúc vào đến nơi một cái thì Phương Anh thấy thất vọng rồi. Nó không như cái lời mà ở bên Việt Nam nói là sang bên đó cái điều kiện làm việc rất là tốt. Thì Phương Anh khi mà sang bên đó thì 8 người phụ nữ vào trong một cái phòng. Phòng rất nhỏ mà phòng kín, không có cửa sổ. Phòng xây kín mít luôn. Thì là kê bố, nghĩa là 4 cái dãy giường mà mỗi giường nó 2 tầng. Nghĩa là 8 người phụ nữ trong một cái giường, một cái nhà rất là nhỏ thôi. Và họ bắt bắt đồ ở đó. Sau đó và lúc đó là muộn rồi. Lúc đó 7:30 tối rồi. Thì lúc đó muộn rồi. Thì họ cũng không có cho ăn uống gì hết. Mà trong suốt chặng đường bay dài như vậy, thì họ cầm cầm cái hộ chiếu. Cái hộ chiếu nghĩa là cái passport đó, cầm ra và họ thu lại toàn bộ tất cả cái giấy tờ tùy thân của mình, đưa cho công ty. Và công ty bắt bọn em là phải đi làm. Đi làm luôn cái lúc đó. Thì họ nói là vào thử việc. Họ vào thử việc thì lúc đó thì khi bọn em sang á, thì ở bên Jordan nó rất là lạnh. Bọn em bị đói, bị mệt trong mấy ngày như đi máy bay như vậy. Họ bắt bọn em vào làm ngay buổi tối đó. Thì bọn em đúng là làm may thật. Nhưng mà bọn em, nhiều người, bản thân em cũng không thể nào sâu nổi cái kim, cái chỉ vào kim. Tay nó cứ run như này, vừa mệt vừa đói. Nhưng hôm đó phải làm tới 12:30 đêm. Không được ăn uống gì hết. Đó, 12:30 đêm thì bắt đầu là về để đi tắm. Đi tắm thì nước cũng không có. Nước nó nhỏ giọt thôi. Thì Phương Anh chỉ có rửa được cái mặt. Nói thật ra là không có thể có cái gì mà lau người luôn. Mà không có nước. Mà phòng tắm vệ sinh nó không có. Nó chỉ là nơi công cộng thôi. Không có. Thế cho nên là Phương Anh về thì đi ngủ. Thì là ngủ cũng không có được. Một phần là nhớ mẹ. Một phần nhớ con. Một phần là mệt. Thì hôm sau bắt đầu dậy. Thì bắt đầu đi làm từ 7:30 cho tới 11:30. Nghỉ ăn 30 phút để ăn bữa trưa. Xong rồi từ 12:00 đi làm cho tới 6:30. Từ 7:00 lại đi làm cho tới 12:00 đêm. Có hôm 1-2:00 đêm. Nghĩa là làm tính ra thì là làm 15 tiếng một ngày. Chứ không phải là 8 tiếng. Thì Phương Anh vui lắm. Nó Phương Anh mệt nhưng mà Phương Anh vui. Phương Anh nói là chính phủ ở bên Việt Nam người ta nói mình là đi làm chỉ có 8 tiếng mà được cả tiền nọ tiền kia được 300. Bây giờ mình làm gấp đôi rồi thì cái số tiền này được nhiều hơn. Thì Phương Anh động viên các bạn là thôi cố gắng làm đi. Bởi vì đi làm người ta mong có việc làm mà. Người ta sợ còn không có việc làm. Mình có việc nhiều như này cố gắng lên. Rồi ăn uống cũng không có. Ăn uống rất là ít. Ăn uống ở đó đa phần những cái thức ăn, chị xin lỗi em, là những cái thức ăn là họ phát cho họ phát cho em mỗi một bữa một chút. Nghĩa là một tuần thì được một cái cánh gà, đó là ăn thịt gà một cái cánh thôi, mà nó cho cái gì thuốc bắc hay cái gì không biết là cái gì vào, nó rất khó ăn. Cái ăn là người Trung Đông họ nấu. Rồi một tuần thì được một con cá nhỏ nhỏ đó, còn ăn bằng cái mỡ cừu nó xào cái rau bắp cải. Nhưng mà mỗi người chỉ được một muôi cơm với một muôi canh thôi, chỉ có vậy thôi. Sáng thì họ cho ăn cháo, bữa trưa với bữa chiều thì họ cho ăn những cái thứ đó, không có quen. Thì thôi cố gắng ăn bởi vì công việc mà. Thì khi mình đi mình nợ lần như vậy rồi, mình đi làm thì ok công việc nhiều á thì tốt rồi. Lúc đó em cũng động viên các bạn. Nhưng khi mà Phương Anh qua đó là 29 tháng 1. Đó. Thì lúc đó là cũng chuẩn bị là cái ngày Tết của Trung Quốc. Đó thì là Phương Anh làm được 10 ngày thì được nghỉ Tết. Thì cũng được là 10 ngày là bắt đầu sau khi làm đó thì được lãnh lương. Phương Anh mừng lắm. Phương Anh vui lắm. Đến cái ngày lãnh lương Phương Anh vui lắm. Thì Phương Anh lúc đó đang làm. Thì thấy các bạn làm đi lãnh lương trước rồi. Sao cứ khóc thôi. Bảo sao hôm nay ngày lãnh lương mà lại khóc. Thì đến cái lượt em lãnh lương thì không thể tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng cái mức lương em nhận được. Thì làm 10 ngày làm mức độ lương như vậy thì Phương Anh nhận được 10 đô la. $1 cho một người. Nhá. Yeah.
10 ngày. Thì Phương Anh có hỏi, Phương Anh là người biết tiếng tàu, vì lý do Phương Anh từ nhỏ đi tàu nhiều, Trung Quốc nhiều. Phương Anh nói tiếng tàu, Phương Anh hỏi luôn người đó, nói là tại sao mà tôi làm 10 ngày chỉ nhận được cái số tiền là 10 đồng. Thì họ nói là vì mày đang là thử việc. Thì Phương Anh nghĩ cái này mình không có được nói trước mà phải sang đó thử việc. Bởi vì Phương Anh may biết bao nhiêu năm ở Việt Nam rồi. Cái tay nghề của Phương Anh quá cứng rồi. Mà tại sao phải thử việc cũng Phương Anh vẫn chấp nhận. Nhưng khi để mà biết lý do tại sao các bạn khóc, thì tối em về em đi hỏi mọi người, thì mọi người nói là từ cái ngày sang bên này là chỉ nhận được mức lương. Những người đi làm được 1 tháng á, 2 tháng á, thì nhận được cái mức lương có nghĩa là 80 đô la một tháng. Còn những người đi làm 4-5 tháng, trong đó ví dụ như em Luyến, những người mà đi trước 4-5 tháng rồi thì nhận được 120 đô. Chưa có tháng nào người ta nhận tới 200 đô bao giờ cả. Thì Phương Anh mới giật mình. Thì trong mấy ngày nghỉ đó thì Phương Anh có đứng lên và nói với các bạn của mình là bây giờ mình phải viết đơn để mình nói với ông chủ. Để chúng ta nhắc nhở em, để chúng ta nhắc nhở lại khán giả đang nghe chương trình là lúc đó em bao nhiêu tuổi? Năm đó là năm 2008. Bây giờ nó 2008. Thì lúc đó Phương Anh 26 tuổi. 26 tuổi, ok. Yeah. Thì em đứng lên em nói chuyện với các bạn. Yeah, em nói là bây giờ nếu như mà mình làm như thế vậy, bởi vì cái lời hứa hẹn ở bên Việt Nam nó khác cơ. Thì lúc đó em vẫn tin tưởng vào những cái người Việt Nam của mình, bên chính phủ Việt Nam của mình đưa ra những cái lời nói của họ phải là chính xác rồi. Bởi vì người ta là lãnh đạo của đất nước Việt Nam mình mà. Thì mình phải nghe lời người ta, mình tin vào cái lời nói của người ta. Thì lúc đó em mới nói. Thì các bạn cũng tập trung viết bằng tiếng Việt, thì em lại dịch ra tiếng Trung để nói với ông chủ. Nghĩa là chỉ có là xin ông chủ hãy chỉnh cái mức lương cũng như là cái mức giờ làm việc theo cái lời hứa hẹn của chúng tôi với chúng tôi, để chúng tôi có thể yên tâm làm việc ở đây, làm việc trong 3 năm. Thì bất ngờ ông chủ nói là chúng tôi đã làm việc đúng rồi, các cô muốn biết thêm điện thoại về hỏi ông chủ của các cô đó. Nghĩa là điện thoại về mà hỏi ở bên Việt Nam. Thì em có điện về cho chị La Thanh Khương, là người quản lý của cái công ty bọn em đi. Thì chị ấy nói là cứ đi làm đi rồi chị ấy sẽ gọi điện sang. Thì bọn em nói là các bạn thì cũng quyết định là không đi, thì em cũng nói là không, bọn em phải được cái lời hứa từ ông chủ cơ, chứ làm cái mức giờ như thế này mà nhận mức lương như thế này thì không được. Đó, thì đợi hoài cũng không có được. Rồi cuối cùng hết 4 ngày nghỉ Tết thì bọn em cứ nhất định cũng không đi làm, bởi vì không phải bọn em đình công, bọn em chỉ chờ đợi phía bên công ty Việt Nam để gọi điện sang để mà thương lượng với công ty ở đây và ông chủ cho một lời hứa hẹn để bọn em tiếp tục để đi làm trong 3 năm. Nhưng càng đợi thì không thấy cái sự hồi âm từ bên Việt Nam xa cả. Kính thưa quý vị, xin quý vị hãy giữ màn hình. Lâm Thúy Vân và Phương Anh sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị, chúng ta trở lại với lại đề tài buôn người, và cái người guest hôm nay của chúng ta là Phương Anh. Phương Anh đang kể tiếp cho chị nghe và khán giả nghe về cái vấn đề mà đang chờ đợi một câu trả lời ở từ phía bên Việt Nam để giải thích làm sao mà từ 300 đô một tháng trở thành 10 đô theo Phương Anh được lãnh trong 10 ngày. Thì xin em hãy tiếp tục chia sẻ cái câu chuyện. Yeah, và bọn em cứ chờ đợi mãi, chờ đợi cái hồi âm mãi thì không được, thì bọn em cũng quyết định không có đi làm nữa. Thì đến một cái ngày nhất định nhất thì ông chủ có nói là bây giờ bắt buộc bọn em phải đi làm. Nếu không đi làm thì là ông chủ sẽ trục xuất về nước. Đó. Thì bọn em vẫn cứ đợi, bên phía chính phủ của mình để mà liên lạc sang bên công ty để mình, bởi vì bọn em khi đi bọn em thế chấp hết nhà cửa thế chấp hết rồi mà bọn em ngồi như vậy, bọn em cũng như kiểu người ngồi trên đống lửa, thì bọn em vẫn cứ quyết định để mà đợi và em vẫn cứ hy vọng là sẽ được đi làm trở lại. Nhưng ai ngờ là khi mà bọn em không đi làm nữa thì ông chủ cắt phần khẩu phần ăn của bọn em, cắt điện, cắt nước luôn, ép bọn em phải đi làm. Nhưng bọn em càng gọi về phía Việt Nam càng không được sự mà ủng hộ cũng như động viên, và chỉ nói bọn em phải đi làm thôi. Và đến một cái ngày gọi như là cao đỉnh họ đã xảy ra vào ngày 18 tháng 2 hoặc 19 tháng 2. Anh không có nhớ rõ là ngày 18 hay 19 tháng 2 năm 2008. 19 tháng 2 năm 2008 thì là lúc đó 9-10 giờ sáng. Khi mà Phương Anh đang ở phòng của mình
là phòng 34. Thì Phương Anh nghe thấy ồn ào, lúc đó 9-10 giờ sáng, ồn ào ở phòng 47, 48, 49, phía dãy bên đường bên phía bên kia. Thì lúc đó thì Phương Anh mới đang mặc quần áo ngủ, để mà lúc đó thì Phương Anh mới đang là mượn một cái cell phone của bạn để nghe nhạc thôi. Thì Phương Anh mới chạy qua đó, thì một cái sự kinh hoàng nó xảy ra. Nếu như mà nói chắc là những cô chú bác là lớn tuổi thì có thể nghĩ là đó là một cái cuộc chiến tranh thôi, chứ còn cái thời này thì không có. Hoặc là cái lúc đó thì Phương Anh nghĩ là những cái bộ phim trưởng của tàu thôi, nó mới xuất hiện những cái cảnh như vậy. Khi Phương Anh sang, Phương Anh rất là bàng hoàng, thì xịt những cái bình gọi là cảnh sát Jordan ập đến và ép những người lao động phải đi làm. Nhưng bọn em không đi làm thì dùng vũ lực với bọn em, thì là cầm cái bình cứu hỏa để mà xịt khói mù mịt, trong khi đó các bạn của em la hét khóc chạy ra, chạy nên toát lợn để mà thoát thân. Thì lúc đó em mới chạy vào. Khi mà em chạy vào rồi thì cái cảnh tưởng tượng xảy ra trước mắt của em, khi mà em nhìn thấy cảnh sát cầm tóc của Ánh, Trần Thị Ánh và Vang, Ngọc, rất nhiều người, những người người ta bệnh, người ta bị bỏ đói, người ta bị bệnh rồi, người ta nằm ở trên cái giường sắt ở tầng 2. Và cảnh sát ở Jordan, ở Trung Đông rất là lớn, những người đàn ông rất là lớn, mà những người phụ nữ Việt Nam của mình như Phương Anh thôi, chỉ như Phương Anh thôi, mà những người dân nghèo, những người phụ nữ kham khổ, con gái mà người ta nhỏ như thế này, mà những người cảnh sát đó cầm cái tóc của Ánh và Vang, cầm phía đằng sau và lật xuống, nghĩa là kéo xuống như thế này và đập cái mặt của Vang xuống cái thành giường sắt, sau đó họ không tha và họ đập xuống cái nền gạch. Lúc đó thì Phương Anh thực ra nói cho đến bây giờ thì em, cái cảnh tượng nó xảy ra em rất là đau lòng, cũng chỉ vì là một cái sự nghèo khổ, chỉ vì một cái sự nghèo khổ thôi, quá nghèo quá khổ, không được học hành, cái sự ngu si, thiếu sự hiểu biết, tin vào cái lời mà do chính chính phủ Việt Nam mình đưa ra, để đến bây giờ các bạn của mình và mình phải trong cái hoàn cảnh như thế này sao? Cái cảnh tưởng tượng kinh hoàng nó xảy ra thì em nghĩ là bạn của em chết rồi. Lúc đó em cũng không biết sao nữa, em mới cầm cái cell phone đó, em chụp lại, em ghi lại những cái cảnh tượng đó, để em chỉ mong muốn là em gửi về Việt Nam, để cho những người đó họ sang họ cứu bọn em. Đó là lúc đó cảnh tượng nó nghẹn ngào, rất đau lòng, máu mũi, máu miệng, rồi là máu tai, nó hộc máu mũi. Là lúc đó em mới gọi các bạn của em là chúng mày ơi, cảnh sát đánh chết người rồi, bởi vì em nghĩ bạn em chết rồi, nên chúng nó không có buông tha. Khi mà nó nghe thấy mà em nói tiếng Việt, khi nó nghe thấy của em như vậy, nó nhấc đầu của Vang lên và nó nhìn thấy mặt của Vang, coi là máu mũi, các cô chú có thể nhìn thấy ở, bởi vì Phương Anh nói tất cả, hoặc là Phương Anh cũng nghĩ là có lẽ như là ông Trần Việt Tú, cũng là ông làm ở lãnh sự quán tại Cairo Ai Cập, cũng như là ông Trương Xuân Thanh làm bộ ngoại giao, và cũng như là ông Tạo làm bộ lao động, Phương Anh cũng nghĩ là các ông có thể đang nghe Phương Anh nói, và các ông biết là đây là cái sự thật, các ông nhìn thấy. Nếu như các ông không tin thì các ông có thể là coi những hình ảnh Phương Anh vây ra, ghi lại để các ông đưa ra. Mà do con người, những cái cảnh tượng để đau lòng, Phương Anh bây giờ phải nói, đọc tên các ông lên, là do các ông lừa chúng tôi. Tôi có thể đang ngồi nói chuyện với các ông có thể nghe thấy. Lý do tại sao tôi cần phải sống và vượt qua trong cái thời gian các ông hành hạ tôi, lý do là ngày hôm nay, đối với bản thân tôi cố sống trong cái thời gian qua để nói lên được cái sự đau lòng này. Tôi nói là để thay cho Ngọc, bạn của tôi đã chết. Chết vì những cái người mà công an Jordan đánh bạn tôi phải chết, để lại hai đứa con nhỏ, là vì các ông, chính các ông là người gây ra cái chết của bạn tôi. Cho nên là tôi ngồi đây, tôi biết tôi nói như thế này, nếu các ông là một con người, các ông hãy dừng lại đi. Tôi không xin các ông, nhưng mà các ông phải biết, các ông phải dừng lại ngay tức khắc.
Không, đừng gây ra những cái chết và những cái sự đau khổ như các bạn của tôi nữa. Nếu cậu là một con người, lý do tại sao tôi phải nói đến cái mức độ này, tôi nói cho bạn của tôi, ông Trần Việt Tú, ông là một người hơn 50 tuổi rồi. Tôi không có hỗn láo với ông. Những cái công việc ông đã nhìn thấy, ông đã sang, ông đã ngồi nói chuyện với Phương Anh. Lý do tại sao tôi không có lễ phép với ông, tôi gọi tôi, xưng tôi với ông, ông là một người lãnh đạo, để cho một đứa nhỏ tuổi phải xưng tôi với ông. Bởi vì cái tội ác của ông gây ra cho bạn của tôi cũng như bản thân tôi trải qua trong 3 năm trời. Có đánh em không? Họ có đánh em không? Các ông hãy nhìn để các ông biết. Các ông nhìn các ông biết là cái sự đau khổ của tôi như thế nào, cái sự mất mát của tôi. Được cái ngày hôm nay để tôi nhắc lại, tôi có thể nói là các ông hãy dừng lại đi. Thời gian còn có thể. Xin lỗi cô chú bác cùng các anh chị rất là nhiều. Phương Anh chỉ muốn nhắn nhủ với những người đó thôi. Phương Anh xin lỗi rất là nhiều. Để mà khi mà nói đến cái lúc mà nhìn thấy bạn của em như vậy, em đau lòng lắm. Thực sự em đau lòng. Đau lòng không khóc ra được. Vì nó uất nghẹn ở trong người mình. Vì cái sự ngu si, thiếu sự hiểu biết mà tin vào những cái lời của họ. Nhân tiện đây Phương Anh cũng muốn là các bạn ở Việt Nam, các bạn dù cái sự nghèo khó, các bạn muốn đi lao động xuất khẩu, các bạn phải tìm hiểu kỹ. Tìm hiểu kỹ những cái nơi đưa mình đi. Tìm hiểu kỹ để rồi hãy tin vào lời của họ. Giống như em đã kể, thì là cái lúc đó cô thì đó tên là gì em? Tên là Ngọc. Ngọc. Yeah. Ừ. Thì khi mà lúc đó thì là khi mà bị dồn đến cái mức bước đường cùng rồi, thì bọn em bị đánh đập mà bọn em gọi về Việt Nam thì cũng không được sự cứu giúp gì hết. Thì cái vụ đó thì Phương Anh có liên lạc được, cũng như là gửi viết một mẫu tin, nghĩa là điện thoại về kêu cứu ở tòa báo Tuổi Trẻ Hà Nội, gửi về cho chị đó. Thì là chị đó chỉ có đăng được một cái tin nhỏ, nghĩa là 276 lao động phụ nữ bị đánh đập và bỏ đói ở bên Jordan, thì một mẫu rất là nhỏ, và Phương Anh cũng đã trao số phone ở trên đó. Thì cái tờ báo đó chỉ đăng được có hai ba mẫu nhỏ thôi, thì cái tờ báo đó không có ra tiếp nữa. Thì Phương Anh có hỏi chị đó, thì chị đó nói là chị đó bị đình chỉ rồi. Thì như các cô chú bác đều biết là ở bên Việt Nam của mình, nếu như nói những cái gì mà có hại đến, nói những cái gì sự thật thôi mà không có lợi cho nhà nước thì sẽ bị cấm. Và lúc đó là không có được đăng nữa. Nhưng là rất là may mắn cho Phương Anh thì là đã được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã nhận được cái mẫu đặc báo đó, cũng để lúc đó liên lạc với Phương Anh cũng như cùng các bạn. Thì là lúc đó thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nói là bây giờ cần cái gì, sự giúp đỡ gì thì hỏi ha, sức khỏe. Thì Phương Anh lúc đó xin tiền. Thì Phương Anh nói là bởi vì lúc đó bạn của Phương Anh rồi bị bỏ đói, rồi là lúc đó bị đánh đập, không có một cái gì, người bạn thì chết, sắp chết hết rồi. Mà bây giờ không có gì ăn thì ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhờ người cầm đến cho Phương Anh là 3.000 Mỹ Kim để mà chia đều cho 276 người lao động ở trong cái lúc cứu đói như vậy. Thì nhân tiện đây thì Phương Anh cũng không bao giờ quên, khi nhắc tới thì là Phương Anh xin chân thành cảm ơn cô chú bác cùng các anh chị, những người mà đã ủng hộ cho Phương Anh cùng các bạn của Phương Anh ở bên Jordan. Phương Anh thực sự xin cảm ơn tấm lòng vàng của cô chú bác cùng anh chị rất là nhiều. Thì là khi cái nhận cái số tiền đó rồi, nhận cái số tiền đó, từ lúc đó là em là một kẻ tội phạm. Chị Lâm có thể là không hiểu, nhưng mà từ lúc đó thì là phía phái đoàn Việt Nam sang gồm ông Trương Xuân Thanh làm Bộ Ngoại giao, Trần Việt Tú làm ở lãnh sự quán tại Cairo, Ai Cập, ông Tạo làm Bộ Lao động và các số của thành phần quan chức khác, đại diện là hơn 11-12 người sang bên Jordan để mà nói em là Vũ Phương Anh là người nhận tiền của bọn phản động. Lúc đó em rất là hoang mang, em không biết phản động là cái gì, mà không biết ai là phản động. Thì em có nói là em không có nhận tiền của phản động.
Đó, thì họ nói là bởi vì là Vũ Phương Anh nhận tiền của, à dạ xin lỗi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, bởi vì Phương Anh nói muốn nhắc lại cái lời nói của họ, họ gọi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là tên Thắng. Phương Anh, vì Phương Anh đã nhận tiền của tên Thắng, mà tên Thắng là một tổ chức chống lại chính phủ Việt Nam, chống đối lại chính phủ Việt Nam. Đó, và nói các bạn của Phương Anh là ép các bạn của Phương Anh tiếp tục phải đi làm và không có đình công nữa, bởi vì đình công như vậy là sai luật pháp. Và nghĩa là vu cho Phương Anh của các bạn đủ mọi thứ, ép các bạn của Phương Anh phải đi làm. Trong khi đó họ nhìn thấy Ngọc Ánh và Vang, những người điển hình, người ta sắp chết hết đến lượt rồi, mà các ông đó không còn lo nghĩ gì hết, không có suy nghĩ, không có cứu người ta đi bệnh viện, không có gì hết, mà Phương Anh phải cầu cứu tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã liên lạc với tổ chức IOM ở bên đó để đến để cứu chữa bệnh cho những người bệnh nhân của các bạn của Phương Anh. Em liên lạc qua với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng qua phone. Qua phone. Yeah. Thì bây giờ để mình nói thẳng vào vấn đề là hình như là em bị bắt về lại, đưa về lại Việt Nam. Thì trên cái hành trình mà em đi về Việt Nam thì anh Nguyễn Đình Thắng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có chỉ em cái cách để trốn ra. Em có thể chia sẻ về cái vấn đề này. Cái chuyện thì rất là dài, nhưng Phương Anh chỉ tóm tắt thôi. Là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã cho Phương Anh tiền và hướng dẫn Phương Anh là phải để cái hộ chiếu ở trong người Phương Anh, cũng như là phải mặc nhiều quần áo vào để cải trang. Đó, ví dụ bởi vì là các ông đó nói là Phương Anh về đến phi trường ở Hà Nội sẽ bị bắt, bởi vì lý do là tiếp tay với bọn phi chính phủ. Nhưng lúc đó là thực sự là Phương Anh chỉ có nhận tiền để cứu đói với cho các bạn của mình thôi. Thì lúc đó thì là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hướng dẫn là khi mà chạy đến cái phi trường để chạy trốn á, là nhớ là để tất cả đồ đạc ở lại đó, và chỉ đi một mình, coi như là chỉ vừa đi đâu thôi. Và lúc đó là sẽ cởi cuối cái bộ quần áo ngoài ra để cải trang, để mà nghĩa là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hướng dẫn Phương Anh rất là tỉ mỉ. Và trong cái đợt đó Phương Anh về cùng với một nhóm người bạn nữa, và phía chính phủ cũng như là đi theo để mà áp tải Phương Anh về để trừng trị theo pháp luật đó. Thì lúc đó thì Phương Anh về đến tận sân bay Bangkok, bởi vì cũng định trốn từ hai cái sân bay trước rồi nhưng mà không có được. Thì về đến sân bay Bangkok thì lợi dụng cái sự mà sơ hở của họ, thì lúc đó Phương Anh có vào một cái red room, nghĩa là vào cái toilet để mà suy nghĩ lại coi, bởi vì rất là may là Phương Anh lại không có vào cái toilet nữ mà lại vào cái nơi của nam. Thì là Phương Anh vào đó thì Phương Anh lại nghe được tiếng tàu, thì Phương Anh thấy hai người đàn ông, người ta nói là bây giờ họ ra ngoài sân bay Bangkok, họ đi vòng vòng rồi sau đó họ quay lại để họ về. Thì em mới chạy đến, em mới nói là tôi đang gặp nguy hiểm, các ông hãy cứu, anh cứu tôi để đưa tôi về với, ra ngoài cái sân bay với. Thì công nhận là Phương Anh rất là may mắn, là cái sân bay đó là cái sân bay rất là dễ, chỉ cần mình có cái hộ chiếu và mình ghi, mình biết đường ra là mình ra được thôi. Thì khi mà Phương Anh thoát ra khỏi được cái sân bay đó thì đã có người của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đứng ở đó để mà trước em đi. Đón Phương Anh đi rồi. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nói khi mà em rời xong, em ra, em rời khỏi Bangkok, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đưa em một, cũng như là núp ở trong một cái nơi khác, ở Thái Lan, đúng không? Trong cái khoảng cái thời gian này, Lâm Thúy Vân biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là tốt và có cơ hội để nói chuyện với anh nhiều về cái vấn đề của Phương Anh. Thì anh ta núp Phương Anh lại và giúp cho Phương Anh trong khoảng cái thời gian mà Phương Anh đang trốn ở bên Thái Lan, thì dĩ nhiên là có nhiều người đang tìm Phương Anh. Có. Trong cái thời gian đó chuyện gì đã xảy ra ở nhà mẹ với con? Đây cũng là một cái, một lần nữa là cái nỗi đau này thì có lẽ cả hết cuộc đời Phương Anh thì cũng không bao giờ có thể là xóa được cái nỗi đau này. Bởi vì là trong cái thời gian ở bên Thái Lan gần 3 năm trời tị nạn, sống chui sống lủi, sống một trong bức tường, mà phía tòa đại sứ, em nhắc lại là phía tòa đại sứ ở tại Bangkok cũng không để yên cho Phương Anh. Người ta gọi điện và người ta cũng hăm dọa Phương Anh là nếu bắt được Phương Anh thì có thể băm Phương Anh ra cả trăm mảnh. Hình như chúng ta được biết là cái cuộc mà qua cái phone phải không? Bởi vì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói là em có thu lại. Có thu lại đó, là cũng đã được phát ra, là nói họ nói là sẽ bầm em ra 100 mảnh. 100 mảnh. Thì cái đó thật sự ra là nói về em. Về nhưng em. Mà không ai biết cái đó là về em. Dạ, đúng rồi. Thì họ đã coi giống như là
làm như vậy với em thì trong trong cái thời gian đó thì chuyện gì đã xảy ra với em, với con em và mẹ em? Thì Phương Anh về 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 tị nạn Thái Lan là ngày 29 tháng 3 năm 2008. Thì đến ngày mùng 1 tháng 8 thì là con của Phương Anh bị chết. Đứa con gái của Phương Anh, tất cả cái cuộc sống của Phương Anh cũng như mọi thứ bị điện giật. Đau, cái nỗi đau này thì không có thể nào mà không có nỗi đau nào nó bằng cái nỗi đau này. Nhưng cái nỗi đau đớn nhất vì cuộc sống Phương Anh phải để con và mẹ ở lại và anh đi kiếm tiền để nuôi lo cho con. Bởi vì cái cuộc đời của mình hết rồi, đâu cần thiết đâu. Mình đi làm lo cho con mà. Nhưng con Phương Anh đã bị điện giật và chết đi rồi. Cái nỗi mà làm cho Phương Anh đau đớn tột cùng luôn là chính quyền không cho đưa đi chôn xác. Một đứa bé 3 tuổi bị điện giật thì cái thân xác nó còn cái gì đâu, nó khô lại rồi. Nhưng phía chính quyền không cứ cho đi chôn, để con nhỏ cả một tuần liền như vậy. Lý do? Họ bắt ép em phải về. Các ông đã nhầm rồi. Các ông đã nhầm. Tôi còn có cái gì đâu để mà mắc nữa đâu. Các ông càng làm như vậy thì sau này con cái các ông phải nhận cái hậu quả đó. Tôi hết rồi. Nhưng đến bây giờ tôi được sống như thế này cũng là cảm ơn các ông. Chính vì các ông làm những cái điều đó mới cho tôi được cái lực sống như bây giờ. Phải nghĩ như vậy. Trong cái thời gian đó, mẹ thì bệnh rất là nặng. Con Phương Anh thì chết đi. Mà họ lỡ lương tâm, họ vẫn làm cái điều đó. Đau lắm. Cái nỗi đau này không bao giờ có thể xóa nhòa được cho Phương Anh. Nhưng không những vì như vậy, Phương Anh cũng đã tìm đến cái chết 2 lần. Khi ở chung, ở tị nạn, cuộc sống của người tị nạn thì cô chú bác đi trước cũng đã biết rồi. Cuộc sống chui sống lủi, cuộc sống bị nhốt mình trong 4 bức tường, cuộc sống không biết ngày mai là sao, cuộc sống không có thể nào mà ngóc cổ lên dậy được. Các ông nghĩ là đã đẩy đến bước đường cùng rồi. Chính phủ thì là đàn áp một người mẹ của Phương Anh như vậy. Còn đi truy lùng Phương Anh, Phương Anh không có làm gì lên tội. Nhưng rất là may, may là có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cũng như là tổ chức KEMSA và BPSOS, cũng như cô chú bác của các anh chị, những người cộng đồng ở tị nạn ở ngoài hải ngoại, cũng như cộng đồng ở ngoài hải ngoại, đã động viên an ủi, đã ôm ấp Phương Anh vào lòng để Phương Anh có được ngày hôm nay. Thực sự là Phương Anh cảm ơn cô chú bác của các anh chị rất là nhiều. Phương Anh còn được sống và con người trở lại được như thế này là nhờ cô chú bác cùng các anh chị. Phương Anh cũng rất là mong muốn cô chú bác cùng các anh chị hãy tiếp tục mở tấm lòng vào của mình, dang những bàn tay ra để cứu vớt một đứa như Phương Anh, kéo từ vũng bùn lầy lên để Phương Anh được ngày hôm nay ngồi ở đây. Kính thưa quý vị, để chúng ta đi vào phần thông tin thương mại, sau khi trở lại, Lâm Thiết Vân và quý vị sẽ được nghe thêm về tâm sự của Phương Anh. Lâm Thiết Vân và Phương Anh trở lại với quý vị về câu chuyện chia sẻ thương tâm của Phương Anh. Thì Phương Anh, trong cái thời gian mà em đang trốn ở bên Thái Lan thì được tin là con em mất vì bị điện giật. Và mẹ của em dĩ nhiên là cũng đang bị bệnh tim. Thì theo chị biết, em có kể là họ cũng bị đàn áp dễ sợ lắm. Cái ước nguyện của em lúc đó là như thế nào? Khi mà em tìm đến cái chết 2 lần thì không không có thành công. Thì lúc đó em mới đang nghĩ như này, mình không thể chết,
Nếu mình chết thì mẹ mình ai nuôi? Rồi ai có thể là... Lúc đó ước nguyện của em là chỉ làm sao mà mình được là con người tự do, để mà nói lên, để cho cô chú bác cùng các anh chị, nhiều người người ta chưa biết nhiều, thì em muốn là nói lên để mà nói lên cái tội ác của chính phủ cũng như Cộng sản Việt Nam. Thì em chỉ ước là em được người tự do để cất lên được tiếng nói của mình thôi. Thì cái ước mơ của em nó đã thành sự thật rồi. Dù nó chưa cũng, bây giờ nó mới là bắt đầu khởi đầu thôi. Bởi vì Phương Anh cũng đã được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng như tổ chức KEMSA giúp tìm cái quy chế tị nạn để mà Phương Anh được sang đây theo diện tị nạn chính trị. Yeah. Và Phương Anh sang đây là đến nay được tròn một năm rồi. Yeah. Cái ước nguyện của Phương Anh thì Phương Anh mong muốn là không còn một người nào. Biết là con người Việt Nam mình có nhiều cái sự đau khổ khác nhau, nhưng mà không muốn là có một người nạn nhân của cái nạn buôn người nữa. Phương Anh không muốn nữa. Phương Anh không muốn là có một người Phương Anh như thứ hai như thế này nữa. Nếu như mà Phương Anh nghĩ là nếu cứu được Phương Anh này thì vẫn còn nhiều Phương Anh đằng sau tiếp. Nhưng bây giờ làm thế nào mới có thể... Phương Anh nghĩ ước, nếu cho em một điều ước thì em ước là mình là của con người có khả năng, có nghị lực để Phương Anh làm thế nào để chống lại cái loại buôn người này. Nhưng Phương Anh lại ước là những cô chú bác cùng các anh chị, những người đi trước thực sự quan tâm cũng như là thương bản thân Phương Anh thì hãy cùng nhau đứng lên làm thế nào để mà ngăn chặn lại cái nạn buôn người này. Chỉ có ngăn chặn tận gốc thì không có thể nào mà có nạn nhân nữa được. Làm cái điều này nói thẳng là cũng khó, nhưng không có thể là không làm được nếu như cô chú bác cùng các anh chị đồng lòng. Như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì Phương Anh cũng rất là mong muốn cô chú bác cùng các anh chị hãy tiếp sức với KEMSA để mà làm thế nào cứu được những cái người mà như Phương Anh cũng như là nhiều người khác nữa. Kính thưa quý vị, thì ở trên màn ảnh lúc mà Phương Anh đang nói chuyện thì có cái địa chỉ và cũng giống như là cái email mà quý vị có thể đóng góp cho cái project KEMSA. Thì chị Lâm Thị Phân xin hỏi Phương Anh là hiện tại bây giờ là hình như là chỉ có một mình mẹ em ở bên Việt Nam. Và theo chị biết là mẹ em bị bệnh tim rất là nặng, phải cần thay tim phải không em? Có phải em có thể chia sẻ thêm cái vấn đề này không? Bởi vì bây giờ thì là Phương Anh mong muốn là mình sau này á, 2 năm, 3 năm sau thì mình đi làm, mình tìm được công việc làm. Bây giờ thì Phương Anh đang cố gắng đi học, mình tìm được công việc làm để mình lo cho mẹ. Đó là cái ước nguyện của em. Em đang định cư ở Houston. Và em đang làm việc gì ở bên đó? Em như là làm nhiều việc lắm, đi rửa bát, làm nhà hàng, chăm sóc ông bà, nhiều thứ việc lắm. Em nói chung em học full time và em cũng đi làm kín thời gian luôn. Chị Lâm Thúy Vân có hỏi em mà nãy trước khi mà chúng ta bước vào cái chương trình này và cũng giống như là ngồi trong xe đưa em đến đây có nói chuyện và hỏi em là bằng cách nào có muốn giúp được cho em để làm sao mà... Tại vì chị biết là cái hành trình mà đi thay tim của mẹ em là 10.000 đô. Thì em nói em đã dành được 2.000 rồi. Nhưng mà em không có muốn xin bởi vì ai, em muốn tự. Tại sao em muốn là em nghĩ là em may mắn hơn nhiều người rồi, vì em được sang đất nước tự do, đất nước nhiều cơ hội, thì em cố gắng hết sức mình em lo cho mẹ. Em chỉ mong cô chú bác cùng các anh chị hãy tiếp tục ủng hộ KEMSA, bởi vì em là người trong cuộc, em hiểu được nhiều người còn khổ hơn em, còn kẹt lại rất là nhiều. Bây giờ em nghĩ là trong cái group, cái nhóm người mà đã sang qua bên Jordan cùng em, thì em nghĩ là ngoài ra em được thoát thân thì còn lại bao nhiêu người? Còn rất nhiều người ở Việt Nam. Ví dụ bây giờ em, nếu như cô chú bác của các anh chị có lòng thương tới bạn của Phương Anh, hãy giúp cho Luyến và Lâm và hai đứa con của Ngọc. Ngọc đã mất đi rồi. Ngọc là cái người mà bạn của em mà bị đánh. Em đút cháo mà ói máu ra.
Thì bây giờ hai đứa con đang ở đâu? Dạ, đang ở nhà. Ở bên Việt Nam? Dạ. Em, bây giờ em đi làm thì mỗi một tháng em cũng gửi về cho mẹ được 50 đô. Và cho Luyến. Luyến là người em gây ra cho Luyến nhiều cái nỗi khổ. Luyến là? Luyến là người mà bị công an ở Việt Nam. Ừ. À, trên đường đi xuống Hà Nội để mà khiếu kiện theo cái lời chỉ dẫn của em, thì Luyến đã bị công an ép lại và đâm đầu vào xe tải. Và Luyến bị gãy 4 cái răng cửa, cũng như bị chấn thương sọ não. Và bây giờ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có gửi về cho giúp cho Luyến, là cũng như cái sự đóng góp của cô chú bác cùng các anh chị, được 2.800 đô. Nhưng mà bây giờ Luyến vẫn sống một cuộc đời thực vật. Cho nên Phương Anh đi làm ở bên này thì cái mức lương đi làm của Phương Anh cũng không có được bao nhiêu hết đó. Tiền nhà rồi tiền đủ thứ hết. Rồi Phương Anh vẫn lo cho mẹ được 50 đô cũng như là cho Luyến, và thỉnh thoảng cho hai đứa con của Ngọc đó. Bây giờ hai đứa con của Ngọc là ai trong nương? Ở với người gì, có nghĩa là em của Ngọc. Cái ngày mà Ngọc mất là có em ở đó? Ngày Ngọc về nước mới mất. Khi mà bị nặng, bệnh nặng rồi thì đưa về nhà thì mất. Em chỉ muốn là cô chú bác hãy thay Phương Anh để lo cho Luyến và con của Ngọc. Đó là điều nếu mà được thì Phương Anh mong muốn điều đó thôi. Yeah. Còn Phương Anh may mắn rồi. Vậy sang bên này đi làm thì dù mức lương nó cũng chưa có, chỉ được 7 đồng hay là 1 giờ thôi. Yeah. Thì năm nay em 29 tuổi. Còn rất là trẻ. Và chị Lâm Thúy Vân rất là ngưỡng mộ em. Và cảm ơn em rất là nhiều. Nhiều lắm. Đã chịu lên đây để chia sẻ với lại chị, cũng giống như là bao nhiêu người đang xem chương trình, để biết cái sự mà, cái sự thật ở trong cái sự tâm đau thương của những người mà bị buông như thế nào. Kính thưa quý vị, hàng triệu người bị buông vì tình dục và vì nô lệ. Thì một trong những cái câu chuyện mà trong đó hôm nay chúng ta được nghe rồi là trước mắt quý vị xảy ra cho em Phương Anh. Cuộc đời còn lại của em với chỉ có 29 tuổi hiện tại, mơ ước cái gì em? Em mong là mẹ em khỏe lại. Em mong một ngày là được ở bên mẹ. Nhưng cái điều đó nó khó lắm. Và cái điều mong thứ hai là em mong là cô chú bác cùng các anh chị hãy đứng bên Phương Anh trong những cái việc sắp tới của Phương Anh làm. Cái thời gian nó không có nhanh nhưng mà lâu lắm. Nhưng mong là cô chú bác của các anh chị hãy ủng hộ, đứng bên Phương Anh. Hãy lối cái vòng tay lớn để bảo vệ cho Phương Anh. Bởi vì Phương Anh biết cái đường sắp tới của Phương Anh rất là chông gai, nhiều thử thách. Nhưng Phương Anh cố và nguyện hết sức mình có thể. Phương Anh còn sống ngày nào thì Phương Anh bảo vệ những người nạn nhân giống như Phương Anh ngày đó. Và Phương Anh cũng hứa với linh hồn của Ngọc làm hết những gì mình có thể. Cho nên là Phương Anh mong cô chú bác cùng các anh chị hãy đứng bên cạnh Phương Anh, hãy tiếp sức cho Phương Anh, ủng hộ cho Phương Anh trong thời gian sắp tới. Phương Anh cũng một lần cuối xin cảm ơn chị Lâm Thúy Vân cũng như là chương trình đã tạo cơ hội cho Phương Anh lên đây được chia sẻ những cái nỗi đau khổ, cũng như gửi lời cảm ơn, cũng như là lời kêu gọi tới cộng đồng cô chú bác của các anh chị hãy tiếp tục đứng với Phương Anh cũng như Kemsa. Yeah, xin cảm ơn rất là nhiều. Lâm Thúy Vân xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tất cả mọi người đang xem chương trình, và cũng như chúc quý vị hạnh phúc bên cạnh gia đình. Xin chào quý vị. Sử dụng cái ngôi nhà mình đang ở cũng như đất vườn, đó là một cái nhà mình đang ở, để cầm cái sổ đó, đó nghĩa là thế chấp vào ngân hàng, và ngân hàng cho mình vay cái số tiền đó và họ chuyển xuống cái chỗ mà để mình đi lao động, thì là mình sẽ đi lao động nha. Thì lúc đó em đi sang Trung Đông thì em để lại ở nhà mẹ em và con gái của em. Dạ. Yeah. Rồi lúc đó là con gái em bao nhiêu tuổi? Dạ, yeah, cháu được 2 tuổi. Hai tuổi. Ok, em sang Trung Đông. Khi em sang đó thì việc như thế nào? Khi mà em
Em và em đi cùng bao nhiêu người cơ? Dạ, nhóm của em là 276 người trừ 4 thanh niên. Bao nhiêu là phụ nữ hết? Dạ, trừ 4 và người. Mỗi người phải đóng 32 triệu. 32 triệu. Còn chưa kể đến các khoản tiền khác, tiền làm hộ chiếu. Vâng. Tiền khám sức khỏe, tiền ăn học, nghĩa là tất cả mọi khoản tiền nữa. Yeah. Thì coi giống như là bao nhiêu người là phụ nữ hết, chỉ có 4 người là phái nam thôi. Dạ, đúng rồi. Rồi em sang Trung Đông. Em khi mà em đi làm thì nhiều người bây giờ có hỏi là ký hợp đồng là như thế nào. Lúc đó thực sự ra bọn em không có được ký hợp đồng. Nói ra cái này điều này thì có thể là các cô chú bác cùng các anh chị rất là ngạc nhiên. Nhưng đây nó là sự thật, bởi vì đây là 276 người lao động cùng chung một số phận. Nghĩa là đi thì buổi tối hôm đó, ví dụ ngày mai là ra phi trường để đi sang Jordan rồi, thì buổi tối hôm đó thì người ta mới nói là khoảng 9 giờ tối, còn xuống là xuống tất cả mọi người lao động xuống đây để ký vào tờ giấy này, rồi là để đi lao động. Thực ra đến đó, cái đó là bản hợp đồng, nhưng họ in ra bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, và cũng có tiếng Việt. Nhưng mà lúc đó họ nói là bây giờ ký vào chỗ này đi, ký vào cái chỗ này. Nghĩa là người ta cứ để rời ra. Ví dụ chị đưa cho em tờ nào em ký vào đó. Em thì có thể là biết viết cái tên của mình. Nhiều người bạn của em cũng ở những cái nơi mà không có được đi học. Họ không biết ký cái tên của mình, hoặc làm sao họ biết đọc. Thì họ lăn cái dấu lăn tay này thôi. Mà em biết đó họ có ý đồ là họ lừa mình, cái người mà thiếu sự hiểu biết như bọn em. Không có, đó là chính là bản hợp đồng, nhưng họ không nói đó là bản hợp đồng. Khi mà sang bên kia rồi. Đầu tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cử ông Trần Việt Tú, Phó Tổng lãnh sự ở Cairo, Ai Cập, đến Jordan để phối hợp với phái đoàn liên ngành đến từ Việt Nam. Nhiệm vụ của họ là cô lập và trục xuất số công nhân bị tình nghi chủ động cuộc đình công, để rồi ép các công nhân còn lại quay về làm việc cho chính kẻ đã bóc lột và hành hung họ. Ôi, em chả thấy giải quyết được cái gì cho chúng em, chỉ dọa đạt chúng em nhiều thôi. Nói chung là các ông đấy thì em chả biết tên ai lắm, nhưng mà thấy ông Trung với ông Việt hay ông gì, có nghĩa là họ chỉ nói về đứng về phía công ty, chả đứng về phía bên chị em bên Việt Nam mình một tí nào cả. Và tôi đề nghị này, đọc lên hai người đó đứng lên, đi ra cửa này để làm việc với công ty. Tôi đề nghị không nói, tôi bây giờ là làm thủ tục để về nước, nên là đề nghị tôi gọi đến tên ai, người đó đứng lên. Khi các công nhân phản đối, thì họ bị phái đoàn lùng bắt. Các công nhân tìm đường tháo chạy trong sự hỗn loạn. Họ bị chặn tại cửa bởi nhân viên bảo vệ do phái đoàn thuê và đem đến. Trong cảnh nhốn nháo, một nhân viên phái đoàn tên là Phương chụp chị Trần Thị Ánh, bẻ quạt tay chị và nắm tóc kéo chị lôi đi. Trong cuộc bố giáp ngày 19 tháng 2 trước đây, chị Ánh từng bị cảnh sát Jordan đánh đến bất tỉnh và sau đó chị luôn bị mê sản. Sau cuộc áp đảo của phái đoàn Việt Nam, chị bị mê sản trở lại. Thất bại trong ý định đẩy công nhân trở lại với kẻ đã buôn bán họ, chính phủ và các công ty môi giới ém nhẹm sự vụ bằng cách triệt hạ uy tín. Ông Đường đã gọi điện sang đây bảo là sang bên đây mấy người đình công là phải đi đánh đỉ toàn bộ công nhân ở đây, là đình công nó bây giờ đánh đỉ, cho nên nó danh dự của bọn em bây giờ bị bôi nhỏ rồi. Thì bây giờ em cũng rất là lo, sợ về nhà bây giờ về mà nếu về như thế này, mình ở bên này bị đánh đập như thế mà bây giờ về mà thì em biết hỏi ai, với lại biết kêu chỗ nào. Mới được về em chán lắm rồi, ở đây em chán lắm rồi. Em kể từ cái lúc mà em bước xuống máy bay,
Người nào ra đón em? Khi mà em bước xuống máy bay ở bên Jordan đó, thì là người của công ty đó ra đón. Ra đón thì họ nói với bọn em bằng tiếng Anh. Là họ đến, họ nói bằng tiếng Anh của với bọn em. Bọn em không biết cái gì hết. Thì họ nói là lên xe. Thì bọn em lên xe. Và khi mà về đến đến cái công ty mà nơi làm việc rồi, thì cái công ty đó là cái khu mà khép kín. Đó, nó không có, nghĩa là làm việc ở bên trên và ở khu tầng dưới, tầng trệt đó luôn. Thì khi mà lúc vào đến nơi một cái thì Phương Anh thấy thất vọng rồi. Nó không như cái lời mà ở bên Việt Nam nói là sang bên đó cái điều kiện làm việc rất là tốt. Thì Phương Anh khi mà sang bên đó thì 8 người phụ nữ vào trong một cái phòng. Phòng rất nhỏ mà phòng kín, không có cửa sổ. Phòng xây kín mít luôn. Thì là kê bố, nghĩa là 4 bốn, bốn cái dãy giường mà mỗi giường nó 2 tầng. Nghĩa là 8 người phụ nữ trong một cái giường, một cái nhà rất là nhỏ thôi. Và họ bắt vứt đồ ở đó. Bắt đầu đó, sau đó và lúc đó là muộn rồi, lúc đó 7:30 tối rồi, thì lúc đó muộn rồi, thì họ cũng không có cho ăn uống gì hết, mà trong suốt chặng đường bay dài như vậy, thì họ cầm nói là họ nói là cầm cái hộ chiếu nghĩa là cái passport đó, cầm ra và họ thu lại toàn bộ tất cả cái giấy tờ tùy thân của mình đưa cho công ty, và công ty bắt bọn em là phải đi làm luôn cái lúc đó, thì họ nói là vào thử việc. Họ vào thử việc thì lúc đó thì khi bọn em sang á, thì là ở bên Jordan nó rất là lạnh. Bọn em bị đói, bị mệt trong mấy ngày như đi máy bay như vậy. Họ bắt bọn em vào làm ngay buổi tối đó. Thì bọn em đúng là làm may thật. Nhưng mà bọn em, nhiều người, bản thân em cũng không thể nào sâu nổi cái kim, cái chỉ vào kim. Tay nó cứ run như này, vừa mệt vừa đói. Nhưng hôm đó phải làm tới 12:30 đêm. Không được ăn uống gì hết. Đó, 12:30 đêm thì bắt đầu là về để đi tắm. Đi tắm thì nước cũng không có. Nước nó nhỏ giọt thôi. Thì Phương Anh chỉ có rửa được cái mặt. Nói thật ra là không có thể có cái gì mà lau người luôn. Mà không có nước. Mà phòng tắm vệ sinh nó không có. Nó chỉ là nơi công cộng thôi. Không có. Thế cho nên là Phương Anh về thì đi ngủ. Thì là ngủ cũng không có được. Một phần là nhớ mẹ. Một phần nhớ con. Một phần là mệt. Thì hôm sau bắt đầu dậy. Thì bắt đầu đi làm từ 7:30. Cho tới 11:30. Nghỉ ăn... 30 phút để ăn bữa trưa, xong rồi từ 12 giờ đi làm cho tới 6:30, từ tới 6:30 hoặc từ 6 giờ từ 7 giờ lại đi làm cho tới 12 giờ đêm, có hôm 1-2 giờ đêm, nghĩa là làm tính ra thì là làm 15 tiếng một ngày chứ không phải là 8 tiếng. Thì Phương Anh vui lắm, nói Phương Anh mệt nhưng mà Phương Anh vui. Phương Anh nói là chính phủ ở bên Việt Nam người ta nói mình là đi làm chỉ có 8 tiếng mà được cả tiền nọ tiền kia được 300, bây giờ mình làm gấp đôi rồi thì cái số tiền lại được nhiều hơn. Thì Phương Anh động viên các bạn là thôi cố gắng làm đi, bởi vì đi làm người ta mong có việc làm mà, người ta sợ còn không có việc làm, mình có việc nhiều như này, cố gắng lên. Rồi ăn uống cũng không có, ăn uống rất là ít, ăn uống ở đó đa những, phần những cái thức ăn, chị xin lỗi em, là những cái thức ăn là họ phát cho họ phát cho em mỗi một bữa một chút, nghĩa là một tuần thì được một cái cánh gà. Đó là ăn thịt gà một cái cánh thôi. Mà nó cho cái gì thuốc bắc hay cái gì không biết là cái gì vào, nó rất khó ăn. Cái ăn ăn là người Trung Đông họ nấu. Rồi một tuần thì được một con cá, cá nhỏ nhỏ. Đó, còn ăn bằng cái mỡ cừu, thịt cừu. Mỡ cừu nó xào cái rau bắp cải. Nhưng mà mỗi người chỉ được một muôi cơm với một muôi canh thôi, chỉ có vậy thôi. Sáng thì họ cho ăn cháo. Nha. Bữa trưa với bữa chiều thì họ cho ăn những cái thứ đó, không có quen. Thì thôi cố gắng ăn. Lâm Thúy Vân xin thân ái kính chào thưa quý vị đang xem chương trình Lâm Thúy Vân Talk Show. Kính thưa quý vị, hàng ngày chúng ta đều mở TV lên hoặc là mình có nghe nói về nhiều việc lắm. Những cái một trong số mà cái chuyện mà thương tâm nhất Thúy Vân muốn nói lên và khơi lên trong ngày hôm nay là về buôn người. Kính thưa quý vị, đây là một cái đề tài mà một cái vấn đề rất lớn cho cộng đồng chúng ta, đặc biệt là những người bị buôn từ bên Việt Nam. Thì để trước khi Lâm Thúy Vân bước vào chương trình và giới thiệu cái người guest mà Lâm Thúy Vân đã mời cho chương trình hôm nay, Lâm Thúy Vân xin mời quý vị hãy xem một đoạn clip về buôn người. Từ năm 2001 đến nay, Việt Nam đã chính thức gửi 600.000 công nhân đi lao động ở ngoại quốc. Mỗi năm có thêm 85 đến 100.000 công nhân
đi tha hương cầu thực trong chính sách xóa đói, giảm nghèo. Mục đích của chính sách này là tạo công ăn việc làm cho dân ở những thôn làng xa xôi, nghèo khó. Nhưng trong thực tế, xuất khẩu lao động đã trở thành một kỹ nghệ buôn người, làm giàu cho những kẻ quyền thế trên mồ hôi và nước mắt của dân đen. Điển hình là tình cảnh của 176 nữ công nhân đi lao động ở Jordan. Từ các vùng quê, họ được đưa đến Jordan cuối năm 2007 để may mặc cho hãng W&D Apparel, tiếng Hoa là công ty Sơn Hoa, do ông James Shen, người Đài Loan, làm giám đốc. Cuối năm ngoái, anh Thủy có về phường, em nói là tự thương là người của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy người đi xuất khẩu để xóa đói giảm nghèo. Em đi ở công ty của ông Lương Như Đường. Khi đi lúc em nộp tiền là cái giấy biên lai đóng tiền của em đấy là đi Đài Loan cơ. Thì em mới bảo là sao, em mới hỏi là tại sao lại đi Jordan mà sao lại giấy lại đi Đài Loan. Thì ông đấy bảo là cái không vấn đề gì cả. Vay ngân hàng em phải mượn 3 cái sổ cơ. Một cái sổ là đứng tên mẹ chồng em, với một cái sổ là đứng tên mẹ đẻ em, với một cái sổ đứng tên nhà em là vay 30 triệu. Khi đến Jordan, họ bị bắt làm việc quần quật 16 tiếng một ngày cho một đồng lương rất thấp. Có người chỉ lãnh 30 Mỹ Kim, trong khi hợp đồng hứa hẹn 250 Mỹ Kim một tháng cho 8 giờ làm việc mỗi ngày. Số thu nhập của họ không đủ trả lãi, tiền vay nợ ngân hàng để trả cho công ty môi giới. Thời gian họ bắt làm ở nhà đi thì làm 8 tiếng, nhưng sang đấy họ bắt làm 15-16 tiếng. Ông chủ không trả đúng lương cho chúng em nên là chúng em cũng đình công và viết đơn cho ông chủ để giải quyết cho chúng em nhanh chóng để chúng em đi làm. Nhưng ông chủ không giải quyết theo đơn của chúng em và ông chủ đã thuê cảnh sát đến đánh chúng em. Cầm lại được em mà chúng bảo cho nên bị đánh. Nhưng mà em bị đánh nhưng mà cái thương của em là rất thương đầm chính của em. Cái thương này mà những cái thương trong lòng của em bọn em. Thế thì tự nhiên tôi thấy mọi người kéo nhau đến, cảnh sát kéo đến và bảo là đi làm. Thì mọi người tất cả bảo là không đi làm. Thì bắt đầu nó mới vào nó đánh. Những người là nằm ở trên là nó bắt đầu nó túm tóc ạ. Túm tóc nó đập xuống đất trước, xong nó đập lên cái thành giường sắt của em này này. Thế là có chị Vang này, thì là Vang bị nứt mất. Rồi bọn em mới chạy vào, mọi người mới nói bảo là ôi chúng mày ơi, cảnh sát ý là đánh chết người lôi đi. Mà nó vẫn cứ túm tóc của Vang. Thế thì lúc đấy Vang ngất xỉu đi, chúng ta chúng nó nhìn thấy nó sợ quá, bọn cảnh sát sợ quá. Thế cảnh sát mới chạy ra ngoài. Nó cảnh sát lấy bình xịt mu mịt coi là cái xịt cái đấy mình cứu ngoại, nhưng mà nó là bằng cái bột gì em không biết. Nói chung em bọn em bị sặn rất là nhiều, xịt vào mũi vào miếng nó mù mịt. Trong khi đó là bắt Hà Thị Ngoãn ạ. Thì nó bắt Thị Ngoãn để nó lôi đi, nó bắt tóc ạ. Nó lôi đi, nó kéo xuống tóc, nó lôi sạch của Ngoãn đi. Thế thì em mới chạy ra, em mới đòi cái bọn phải trả người tao. Nó ý là em vừa khóc vừa kêu như thế ấy. Nhưng mà khi mà Vang bị mất thì chúng nó sợ quá, chúng nó chạy ra ngoài. Thì bọn em chạy ùa ra theo, em đập một cái cửa kính anh ạ. Đập cái cửa kính ở cái chỗ mà lối thoát để nhìn ra đường ấy ạ. Bọn em ý là cầu cứu ấy, nhưng mà cũng không ai đến cứu. Lúc khi đó lại toàn là cảnh sát đến thôi. Còn cảnh sát đến tay ai cũng cầm gậy. Khi mà bọn em mà nhoi ra để chỉ cái thằng mà nó đánh bọn em ấy, thì là bọn cảnh sát lại giơ gậy lên vụt bọn em. Đấy, cảnh sát được sau người ta đến ấy ạ. Rất nhiều cảnh sát đến nhưng mà lại không phải cảnh sát để bảo vệ công nhân Việt Nam bọn em, mà chỉ là cảnh sát để đứng về phía công ty thôi. Họ đánh em và về hôm sau là em ốm mất một tuần và uống thuốc nên bây giờ đầu em vẫn choáng váng. Kính thưa quý vị, đó là một cái clip mà quý vị vừa xem, đó là một cái clip của một em. Em ta năm nay là được 29 tuổi, lúc đó thì cũng khoảng 20 mấy tuổi thôi. Thì những gì quý vị đã xem là được thu qua bằng cell phone. Thì hôm nay Lâm Thúy Vân xin
quý vị hãy xem cái chương trình Nói về muôn người qua một cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt của một người em Vũ Phương Anh. Phương Anh là mới được sang Mỹ và hiện tại đang ở. Xin em chia sẻ về cái vấn đề mà em thế nào để đi sang, cái câu chuyện mà để em qua bên Jordan. Thì cái cuộc sống nuôi mẹ bệnh tật như vậy, rồi con nhỏ mà Phương Anh lúc còn rất là trẻ, 20-21 thôi, trẻ lắm, thì Phương Anh cũng đã đi vào trong Bình Dương để làm ở khu công nghiệp Sóng Thần, may giày, rồi may quần áo, rồi làm tất cả những việc nội trợ, tất cả mọi thứ, nhưng cũng không thể nào mà đủ tiền thuốc cho mẹ được. Bởi vì ở Việt Nam mỗi lần vào viện là cả một vấn đề đối với gia đình Phương Anh. Mẹ Phương Anh bị bệnh mà khi vào viện thì không phải là chỉ có tiền thuốc thang đâu, tiền người ta phải đưa, mình phải đưa tiền riêng cho bác sĩ. Nếu không có tiền cho bác sĩ thì bác sĩ nó sẽ không có quan tâm tới mẹ của mình. Nghĩa là mỗi một lần vào viện thì là cả một cái vấn đề nỗi khổ đè lên cái sức người nhỏ bé như Phương Anh. Đó, sau đây là Phương Anh không biết thế nào mà cũng xoay sở đủ thứ rồi, cũng cố gắng thôi, nhưng mà không biết sao đó. Thì Phương Anh mới ở cái chương trình gọi như là của do nhà nước đưa ra, gọi là chương trình, cái đầu đề là đi xuất khẩu lao động theo diện xóa đói giảm nghèo cho những người dân nghèo khổ. Thì Phương Anh đã đến và hỏi họ, thì họ nói là đi này là đi nước ngoài, và đi nước gọi là nước Jordani đó. Thì đi làm ở đây á thì là cuộc sống cũng như đi làm may thôi. Đây là may. Jordani là Trung Đông. Ở Trung Đông. Okay. Yeah. Nhưng lúc đó thì không có biết Trung Đông, mà chỉ biết là ở nước Jordani. Và đi nước ngoài thì làm việc trong một ngày làm 8 tiếng, làm may. Chỉ làm 8 tiếng thôi. Đó là cái lời mà ở bên phía Việt Nam nói. Mà mỗi một tháng á, thì riêng cái tiền đã được $220 một tháng. Nhưng cộng theo các tiền khoản trợ cấp, xa nhà, tiền chuyên cần thì là sẽ nhận được $300 một tháng. Thì họ cũng nói là trước khi đi thì nộp cho họ là 2.000 Mỹ Kim á. Thì đợt đó là tính ra cũng là 32 triệu tiền Việt. Thì Phương Anh có về và đi cho họ nói đi trong 3 năm. Thì Phương Anh có về nói với mẹ rồi lấy bút, lấy giấy ra để tính nghĩa là mình làm như vậy, nghĩa là chỉ đi á, thì chỉ mất có $2,000 thôi, mà mỗi tháng mình làm 300, mà làm việc có 8 tiếng mà làm may thôi, bình thường thôi, đi. Thì em có hỏi họ bây giờ em không có số tiền như vậy. Thì họ nói là bây giờ họ viết cho tờ giấy, viết cho một cái tờ giấy coi như là nói là Vũ Phương Anh là người đi lao động, chuẩn bị đi lao động, hợp tác lao động ở bên Jordan đi. Thì là nhờ ngân hàng, gọi là ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, nghĩa là cho Phương Anh để mà vay vốn, vay cái sổ vốn đó. Nhưng mà Phương Anh, họ hỏi, nói Phương Anh là về cầm cái sổ đỏ. Nghĩa là sổ đỏ ở đây á, là một cái sổ đất gọi là được quyền, mình được quyền sử dụng cái sổ đất. Nếu có sổ đất đó thì mình được quyền, vì công việc mà. Thì khi mình đi, mình nợ lần như vậy rồi, mình đi làm thì ok, công việc nhiều á thì tốt rồi. Lúc đó em cũng động viên các bạn. Nhưng khi mà Phương Anh qua đó là 29 tháng 1. Đó. Thì lúc đó là cũng chuẩn bị là mấy ngày Tết của Trung Quốc. Đó, thì là Phương Anh làm được 10 ngày thì được nghỉ Tết. Thì cũng được là 10 ngày là bắt đầu sau khi làm đó thì được lãnh lương. Phương Anh mừng lắm, Phương Anh vui lắm. Đến cái ngày lãnh lương, Phương Anh vui lắm. Thì Phương Anh lúc đó đang làm thì thấy các bạn làm đi lãnh lương trước rồi, sao cứ khóc thôi. Sao hôm nay ngày lãnh lương mà lại khóc. Thì đến cái lượt em lãnh lương thì không thể tưởng tượng nổi, không tưởng tượng cái mức lương em nhận được. Thì là 10 ngày làm mức độ lương như vậy thì Phương Anh nhận được $10. $1 cho một ngày. Nhá. Yeah. 10 ngày. Thì Phương Anh có hỏi, Phương Anh là người biết tiếng tàu, vì lý do Phương Anh từ nhỏ đi tàu nhiều, Trung Quốc nhiều. Phương Anh nói tiếng tàu, Phương Anh hỏi luôn người đó, nói là tại sao mà tôi làm 10 ngày chỉ nhận được cái số tiền là $10. Thì họ nói là vì mày đang là thử việc. Thì Phương Anh nghĩ cái này mình không có được nói trước mà phải sang đó thử việc. Bởi vì Phương Anh may biết bao nhiêu năm ở Việt Nam rồi, cái tay nghề của Phương Anh quá cứng rồi, mà tại sao phải thử việc cũng Phương Anh vẫn chấp nhận. Nhưng khi để mà biết lý do tại sao các bạn khóc, thì tối em về em đi hỏi mọi người, thì mọi người nói là từ cái ngày sang bên này làm chỉ nhận được mức lương
những người đi làm được 1 tháng á, 2 tháng á, thì nhận được cái mức lương có nghĩa là 80 đô la một tháng. Còn những người đi làm 4-5 tháng, trong đó ví dụ như em Luyến, những người mà đi trước 4-5 tháng rồi thì nhận được 120 đô. Chưa có tháng nào người ta nhận tới 200 đô bao giờ cả. Thì Phương Anh mới giật mình. Thì trong mấy ngày nghỉ đó thì Phương Anh có đứng lên và nói với các bạn của mình là bây giờ mình phải viết đơn để mình nói với ông chủ. Để chúng ta nhắc nhở em, để chúng ta nhắc nhở lại khán giả đang nghe chương trình lại, lúc đó em bao nhiêu tuổi? À, năm đó là năm 2008. Mẹ nó 2008. Thì lúc đó Phương Anh 26 tuổi. 26 tuổi, ok. Yeah. Thì em đứng lên em nói chuyện với các bạn. Yeah, em nói là bây giờ nếu như mà mình làm như thế vậy, bởi vì cái lời hứa hẹn ở bên Việt Nam nó khác cơ. Thì lúc đó em vẫn tin tưởng vào những cái người Việt Nam của mình, bên chính phủ Việt Nam của mình đưa ra những cái lời nói của họ phải là chính xác rồi. Bởi vì người ta là lãnh đạo của đất nước Việt Nam mình mà. Thì mình phải nghe lời người ta, mình tin vào cái lời nói của người ta. Thì lúc đó em mới nói. Thì các bạn cũng tập trung viết bằng tiếng Việt. Thì em lại dịch ra tiếng Trung để nói với ông chủ. Nghĩa là chỉ có là xin ông chủ hãy chỉnh cái mức lương cũng như là cái mức giờ làm việc theo cái lời hứa hẹn của chúng tôi với chúng tôi, để chúng tôi có thể yên tâm làm việc ở đây, làm việc trong 3 năm. Thì bất ngờ ông chủ nói là chúng tôi đã làm việc đúng rồi, các cô muốn biết thêm điện thoại về hỏi ông chủ của các cô đó. Nghĩa là điện thoại về mà hỏi ở bên Việt Nam. Thì em có điện về cho chị La Thanh Khương, là người quản lý của cái công ty bọn em đi. Thì chị ấy nói là cứ đi làm đi rồi chị ấy sẽ gọi điện sang. Thì bọn em nói là các bạn thì cũng quyết định là không đi, thì em cũng nói là không, bọn em phải được cái lời hứa từ ông chủ cơ, chứ làm cái mức giờ như thế này mà nhận mức lương như thế này thì không được đó. Thì đợi hoài cũng không có được, rồi cuối cùng hết 4 ngày nghỉ Tết thì bọn em cứ nhất định cũng không đi làm, bởi vì không phải bọn em đình công, bọn em chỉ chờ đợi phía bên công ty Việt Nam để gọi điện sang để mà thương lượng với công ty ở đây và ông chủ cho một lời hứa hẹn để bọn em tiếp tục để đi làm trong 3 năm. Nhưng càng đợi thì không thấy cái sự hồi âm từ bên Việt Nam xa cả. Kính thưa quý vị, xin quý vị hãy giữ màn hình. Lâm Thúy Vân và Phương Anh sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị, chúng ta trở lại với lại đề tài buôn người, và cái người guest hôm nay của chúng ta là Phương Anh. Phương Anh đang kể tiếp cho chị nghe và khán giả nghe về cái vấn đề mà đang chờ đợi một câu trả lời ở từ phía bên Việt Nam để giải thích làm sao mà từ 300 đô một tháng trở thành 10 đô theo Phương Anh được lãnh trong 10 ngày. Thì xin em hãy tiếp tục chia sẻ cái câu chuyện. Yeah, và bọn em cứ chờ đợi mãi, chờ đợi cái hồi âm mãi thì không được. Thì bọn em cũng quyết định không có đi làm nữa. Thì đến một cái ngày nhất định nhất thì ông chủ có nói là bây giờ bắt buộc bọn em phải đi làm. Nếu không đi làm thì là ông chủ sẽ trục xuất về nước. Đó. Thì bọn em vẫn cứ đợi, bên phía chính phủ của mình để mà liên lạc sang bên công ty. Bởi vì bọn em khi đi bọn em thế chấp hết nhà cửa rồi, nhà cửa thế chấp hết rồi, mà bọn em ngồi như vậy, bọn em cũng như kiểu người ngồi trên đống lửa. Thì bọn em vẫn cứ quyết định để mà đợi, và em vẫn cứ hy vọng là sẽ được đi làm trở lại. Nhưng ai ngờ là khi mà bọn em không đi làm nữa thì ông chủ cắt phần khẩu phần ăn của bọn em, cắt điện, cắt nước luôn, ép bọn em phải đi làm. Nhưng bọn em càng gọi về phía Việt Nam càng không được sự mà ủng hộ cũng như động viên, và chỉ nói bọn em phải đi làm thôi. Và đến một cái ngày gọi như là cao đỉnh, họ đã xảy ra vào ngày 18 tháng 2 hoặc 19 tháng 2. Anh không có nhớ rõ là ngày 18 hay 19 tháng 2 năm 2008. 19 tháng 2 năm 2008. Thì là lúc đó 9-10 giờ sáng. Khi mà Phương Anh đang ở phòng của mình, là phòng 34. Thì Phương Anh nghe thấy ồn ào lúc đó 9-10 giờ sáng, ồn ào ở phòng 47, 48, 49. Phía dãy bên đường bên phía bên kia. Thì lúc đó thì Phương Anh mới đang mặc quần áo ngủ để mà lúc đó thì Phương Anh mới đang là mượn một cái cell phone của bạn để nghe nhạc thôi. Thì Phương Anh mới chạy qua đó thì một cái sự kinh hoàng nó xảy ra. Nếu như mà nói chắc là những cô chú bác là lớn tuổi thì có thể nghĩ là đó là một cái cuộc chiến tranh thôi, chứ còn cái thời này thì không có. Hoặc là cái lúc đó thì Phương Anh nghĩ là những cái bộ phim trưởng của tàu thôi, nó mới xuất hiện những cái
cái cảnh như vậy. Khi Phương Anh sang, Phương Anh rất là bàng hoàng, thì xịt những cái bình gọi là cảnh sát Jordan ập đến và ép những người lao động phải đi làm. Nhưng bọn em không đi làm thì dùng vũ lực với bọn em, thì là cầm cái bình cứu hỏa để mà xịt khói mù mịt, trong khi đó các bạn của em la hét khóc chạy ra, chạy nghĩa là toát lợn để mà thoát thân. Thì lúc đó em mới chạy vào. Khi mà em chạy vào rồi thì cái cảnh tưởng tượng xảy ra trước mắt của em, khi mà em nhìn thấy cảnh sát cầm tóc của Ánh, Trần Thị Ánh và Vang, Ngọc, rất nhiều người, những người người ta bệnh, người ta bị bỏ đói, người ta bị bệnh rồi, người ta nằm ở trên cái giường sắt ở tầng 2. Và cảnh sát ở Jordan, ở Trung Đông rất là lớn, những người đàn ông rất là lớn, mà những người phụ nữ Việt Nam của mình như Phương Anh thôi, chỉ như Phương Anh thôi, mà những người người dân nghèo, những người phụ nữ kham khổ, con gái mà người ta nhỏ như thế này, mà những người cảnh sát đó cầm cái tóc của Ánh và Vang, cầm phía đằng sau và lật xuống, nghĩa là kéo xuống như thế này và đập cái mặt của Vang xuống cái thành giường sắt, sau đó họ không tha và họ đập xuống cái nền gạch. Lúc đó thì Phương Anh thực ra nói cho đến bây giờ thì em, cái cảnh tượng nó xảy ra em rất là đau lòng, cũng chỉ vì là một cái sự nghèo khổ, chỉ vì một cái sự nghèo khổ thôi, quá nghèo quá khổ, không được học hành, cái sự ngu si, thiếu sự hiểu biết, tin vào cái lời mà do chính chính phủ Việt Nam mình đưa ra, để đến bây giờ các bạn của mình và mình phải trong cái hoàn cảnh như thế này sao? Cái cảnh tưởng tượng kinh hoàng nó xảy ra thì em nghĩ là bạn của em chết rồi. Lúc đó em cũng không biết sao nữa, em mới cầm cái cell phone đó, em chụp lại, em ghi lại những cái cảnh tượng đó, để em chỉ mong muốn là em gửi về Việt Nam, để cho những người đó họ sang họ cứu bọn em. Đó là lúc đó cảnh tượng nó nghẹn ngào, rất đau lòng, máu mũi, máu miệng, rồi là máu tai, nó hộc máu mũi là. Lúc đó em mới gọi các bạn của em là: chúng mày ơi, cảnh sát đánh chết người rồi. Bởi vì em nghĩ bạn em chết rồi, nên chúng nó không có buông tha. Khi mà nó nghe thấy, mà em nói tiếng Việt, khi nó nghe thấy của em như vậy, nó nhấc đầu của Vang lên và nó nhìn thấy mặt của Vang con này là máu mũi. Các cô chú có thể nhìn thấy ở, bởi vì Phương Anh nói tất cả, hoặc là Phương Anh cũng nghĩ là có lẽ như là ông Trần Việt Tú, cũng là ông làm ở lãnh sự quán tại Cairo, Ai Cập, cũng như là ông Trương Xuân Thanh để mà trước em đi, đón Phương Anh đi rồi. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nói khi mà em rời xong, em ra, em rời khỏi Bangkok, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đưa em một, cũng như là núp ở trong một cái nơi khác, ở Thái Lan, đúng không? Trong cái khoảng cái thời gian này, Lâm Thúy Vân biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là tốt và có cơ hội để nói chuyện với anh nhiều về cái vấn đề của Phương Anh, thì anh ta núp Phương Anh lại và giúp cho Phương Anh trong khoảng cái thời gian mà Phương Anh đang trốn ở bên Thái Lan, thì dĩ nhiên là có nhiều người đang tìm Phương Anh. Có. Trong cái thời gian đó chuyện gì đã xảy ra ở nhà mẹ với con? Đây cũng là một cái, một lần nữa là cái nỗi đau này thì có lẽ cả hết cuộc đời Phương Anh thì cũng không bao giờ có thể là xóa được cái nỗi đau này. Bởi vì là trong cái thời gian ở bên Thái Lan gần 3 năm trời tị nạn, sống chui sống lủi, sống một trong bức tường mà phía tòa đại sứ, em nhắc lại là phía tòa đại sứ ở tại Bangkok cũng không để yên cho Phương Anh. Người ta gọi điện và người ta cũng hăm dọa Phương Anh là nếu bắt được Phương Anh thì có thể băm Phương Anh ra cả trăm mảnh. Hình như chúng ta được biết là cái cuộc mà qua cái phone phải không? Bởi vì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói là em có thu lại. Có thu lại đó, là cũng đã được phát ra, là nói, họ nói là sẽ bầm em ra 100 mảnh. Thì cái đó thật sự ra là nói về em. Nhưng mà không ai biết cái đó là về em. Dạ, đúng rồi. Thì họ đã coi giống như là làm như vậy với em. Thì trong cái thời gian đó thì chuyện gì đã xảy ra với em, với con em và mẹ em? Thì Phương Anh về tị nạn Thái Lan là ngày 29 tháng 3 năm 2008. Thì đến
Ngày mùng 1 tháng 8. Thì là con của Phương Anh bị chết. Đứa con gái của Phương Anh, tất cả cái cuộc sống của Phương Anh cũng như mọi thứ bị điện giật. Đau, cái nỗi đau này thì không có thể nào mà, không có nỗi đau nào nó bằng cái nỗi đau này. Nhưng cái nỗi đau đớn nhất vì cuộc sống Phương Anh phải để con và mẹ ở lại, và anh đi kiếm tiền để nuôi lo cho con. Bởi vì cái cuộc đời của mình hết rồi, đâu cần thiết đâu. Mình đi làm lo cho con mà. Nhưng con Phương Anh đã bị điện giật và chết đi rồi. Cái nỗi mà làm cho Phương Anh đau đớn tột cùng luôn là chính quyền không cho đưa đi chôn xác. Một đứa bé 3 tuổi bị điện giật thì cái thân xác nó còn cái gì đâu, nó khô lại rồi. Nhưng phía chính quyền không cứ cho đi chôn, để con nhỏ cả một tuần liền như vậy. Lý do họ bắt ép em phải về. Các ông đã nhầm rồi. Các ông đã nhầm. Tôi còn có cái gì đâu để mà mắc nữa đâu. Các ông càng làm như vậy thì sau này con cái các ông phải nhận cái hậu quả đó. Tôi hết rồi. Nhưng đến bây giờ tôi được sống như thế này cũng là cảm ơn các ông. Chính vì các ông làm những cái điều đó mới cho tôi được cái lực sống như bây giờ. Phải nghĩ như vậy. Trong cái thời gian đó, mẹ thì bệnh rất là nặng, con Phương Anh thì chết đi, mà họ lỡ lương tâm họ vẫn làm cái điều đó. Đau lắm. Cái nỗi đau này không bao giờ có thể xóa nhòa được cho Phương Anh. Nhưng không những vì như vậy, Phương Anh cũng đã tìm đến cái chết 2 lần. Khi ở tị nạn, cuộc sống của người tị nạn thì cô chú bác đi trước cũng đã biết rồi. Cuộc sống chui sống lủi, cuộc sống bị nhốt mình trong 4 bức tường, cuộc sống không biết ngày mai là sao, cuộc sống không có thể nào mà ngóc cổ lên dậy được. Các ông nghĩ là đã đẩy đến bước đường cùng rồi. Chính phủ thì là đàn áp một người mẹ của Phương Anh như vậy, còn đi truy lùng Phương Anh. Phương Anh không có làm gì lên tội. Nhưng rất là may, may là có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cũng như là tổ chức KEMSA và BPSOS, cũng như cô chú bác của các anh chị, những người cộng đồng ở tị nạn ở ngoài hải ngoại, cũng như cộng đồng ở ngoài hải ngoại, đã động viên an ủi, đã ôm ấp Phương Anh vào lòng, để Phương Anh có được ngày hôm nay. Thực sự là Phương Anh cảm ơn cô chú bác của các anh chị rất là nhiều. Phương Anh còn được sống và con người trở lại được như thế này là nhờ cô chú bác cùng các anh chị. Phương Anh cũng rất là mong muốn cô chú bác cùng các anh chị hãy tiếp tục mở tấm lòng vào của mình, dang những bàn tay ra để cứu vớt một đứa như Phương Anh, kéo từ vũng bùn lầy lên để Phương Anh được ngày hôm nay ngồi ở đây. Kính thưa quý vị, để chúng ta đi vào phần thông tin thương mại, sau khi trở lại, Lâm Thiết Vân và quý vị sẽ được nghe thêm về tâm sự của Phương Anh. Lâm Thiết Vân và Phương Anh trở lại với quý vị về câu chuyện chia sẻ thương tâm của Phương Anh. Thì Phương Anh, trong cái thời gian mà em đang trốn ở bên Thái Lan, thì được tin là con em mất vì bị điện giật. Và mẹ của em dĩ nhiên là cũng đang bị bệnh tim. Thì theo chị biết, em có kể là họ cũng bị đàn áp dễ sợ lắm. Cái ước nguyện của em lúc đó là như thế nào? Khi mà em tìm đến cái chết 2 lần thì không tự tử. Yeah, không có thành công. Yeah. Thì lúc đó em mới đang nghĩ như này, mình không thể chết. Nếu mình chết thì mẹ mình ai nuôi? Rồi ai có thể là, lúc đó ước nguyện của em là chỉ làm sao mà mình được là con người tự do, để mà nói lên, để cho cô chú bác cùng các anh chị, nhiều người người ta chưa biết nhiều, thì em muốn là nói lên để mà nói lên cái tội ác
của chính phủ cũng như Cộng sản Việt Nam. Thì em chỉ ước là em được người tự do để cất lên được tiếng nói của mình thôi. Thì cái ước mơ của em nó đã thành sự thật rồi. Dù nó chưa cũng, bây giờ nó mới là bắt đầu khởi đầu thôi. Bởi vì Phương Anh cũng đã được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng như tổ chức KEMSA giúp tìm cái quy chế tị nạn để mà Phương Anh được sang đây theo diện tị nạn chính trị. Yeah. Và Phương Anh sang đây là đến nay được tròn một năm rồi. Yeah. Cái ước nguyện của Phương Anh thì Phương Anh mong muốn là không còn một người nào. Biết là con người Việt Nam mình có nhiều cái sự đau khổ khác nhau, nhưng mà không muốn là có một người nạn nhân của cái nạn buôn người nữa. Phương Anh không muốn nữa. Phương Anh không muốn là có một người Phương Anh như thứ hai như thế này nữa. Nếu như mà Phương Anh nghĩ là nếu cứu được Phương Anh này thì vẫn còn nhiều Phương Anh đằng sau tiếp. Nhưng bây giờ làm thế nào mới có thể, Phương Anh nghĩ ước, nếu cho em một điều ước thì em ước là mình là của con người có khả năng, có nghị lực để Phương Anh làm thế nào để chống lại cái loại buôn người này. Nhưng Phương Anh lại ước là những cô chú bác cùng các anh chị, những người đi trước thực sự quan tâm cũng như là thương bản thân Phương Anh thì hãy cùng nhau đứng lên làm thế nào để mà ngăn chặn lại cái nạn buôn người này. Chỉ có ngăn chặn tận gốc thì không có thể nào mà có nạn nhân nữa được. Làm cái điều này nói thẳng là cũng khó, nhưng không có thể là không làm được nếu như cô chú bác cùng các anh chị đồng lòng. Như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì Phương Anh cũng rất là mong muốn cô chú bác cùng các anh chị hãy tiếp sức với KEMSA để mà làm thế nào cứu được những cái người mà như Phương Anh cũng là nhiều người khác nữa. Kính thưa quý vị, thì ở trên màn ảnh lúc mà Phương Anh đang nói chuyện thì có cái địa chỉ và cũng giống như là cái email mà quý vị có thể đóng góp cho cái project KEMSA. Thì chị Lâm Thị Vân xin hỏi Phương Anh là hiện tại bây giờ là hình như là chỉ có một mình mẹ em ở bên Việt Nam. Và theo chị biết là mẹ em bị bệnh tim rất là nặng, là một bộ ngoại giao, và cũng như là ông Tạo là bộ lao động. Phương Anh cũng nghĩ là các ông có thể đang nghe Phương Anh nói, và các ông biết là đây là cái sự thật các ông nhìn thấy. Nếu như các ông không tin thì các ông có thể là coi những hình ảnh Phương Anh vây ra, ghi lại để các ông đưa ra. Mà do con người, những cái cảnh tượng để đau lòng Phương Anh bây giờ phải nói, đọc tên các ông lên, là do các ông lừa chúng tôi. Tôi có thể đang ngồi nói chuyện với các ông có thể nghe thấy. Lý do tại sao tôi cần phải sống và vượt qua trong cái thời gian các ông hành hạ tôi. Lý do là ngày hôm nay, đối với bản thân tôi cố sống trong cái thời gian qua để nói lên được cái sự đau lòng này. Tôi nói là để thay cho Ngọc, bạn của tôi đã chết. Chết vì những cái người mà công an giọt đá đánh bạn tôi phải chết, để lại hai đứa con nhỏ, là vì các ông, chính các ông là người gây ra cái chết của bạn tôi. Cho nên là tôi ngồi đây, tôi biết tôi nói như thế này, nếu các ông là một con người, các ông hãy dừng lại đi. Tôi không xin các ông, nhưng mà các ông phải biết, các ông phải dừng lại ngay tức khắc. Các ông đừng gây ra những cái chết và những cái sự đau khổ như các bạn của tôi nữa. Nếu các ông là một con người. Lý do tại sao tôi phải nói đến cái mức độ này, tôi nói cho bạn của tôi, ông Trần Việt Tú, ông là một người hơn 50 tuổi rồi. Tôi không có hỗn láo với ông những cái công việc ông đã nhìn thấy. Ông đã sang, ông đã ngồi nói chuyện với Phương Anh. Lý do tại sao tôi không có lễ phép với ông, tôi gọi tôi, xưng tôi với ông, ông là một người lãnh đạo, để cho một đứa nhỏ tuổi phải xưng tôi với ông. Bởi vì cái tội ác của ông gây ra cho bạn của tôi cũng như bản thân tôi trải qua trong 3 năm trời. Có đánh em không? Họ có đánh em không? Các ông hãy nhìn để các ông biết. Các ông nhìn, các ông biết là cái sự đau khổ của tôi như thế nào, cái sự mất mát của tôi. Được cái ngày hôm nay để tôi nhắc lại, tôi có thể nói là các ông hãy dừng lại đi. Thời gian còn có thể
xin lỗi cô chú bác cùng các anh chị rất là nhiều. Phương Anh chỉ muốn nhắn nhủ với những người đó thôi. Phương Anh xin lỗi rất là nhiều. Để mà khi mà nói đến cái lúc mà nhìn thấy bạn của em như vậy, em đau lòng lắm. Thực sự em đau lòng. Đau lòng không khóc ra được. Vì nó uất nghẹn ở trong người mình. Vì cái sự ngu si, thiếu sự hiểu biết mà tin vào những cái lời của họ. Nhân tiện đây Phương Anh cũng muốn là các bạn ở Việt Nam, các bạn dù cái sự nghèo khó, các bạn muốn đi lao động xuất khẩu, các bạn phải tìm hiểu kỹ. Tìm hiểu kỹ những cái nơi đưa mình đi. Tìm hiểu kỹ để rồi hãy tin vào lời của họ. Giống như em đã kể, thì là cái lúc đó cô đó tên là gì em? Tên là Ngọc. Ngọc. Ừ. Thì khi mà lúc đó thì là khi mà bị dồn đến cái mức bước đường cùng rồi, thì bọn em bị đánh đập mà bọn em gọi về Việt Nam thì cũng không được sự cứu giúp gì hết. Thì cái vụ đó thì Phương Anh có liên lạc được, cũng như là gửi viết một mẫu tin, nghĩa là điện thoại về kêu cứu ở tòa báo Tuổi Trẻ Hà Nội, gửi về cho chị đó. Thì là chị đó chỉ có đăng được một cái tin nhỏ, nghĩa là 276 lao động phụ nữ bị đánh đập và bỏ đói ở bên Jordan, thì một mẫu rất là nhỏ, và Phương Anh cũng đã trao số phone ở trên đó. Thì cái tờ báo đó chỉ đăng được có hai ba mẫu nhỏ thôi, thì cái tờ đó không có ra tiếp nữa. Thì Phương Anh có hỏi chị đó, thì chị đó nói là chị đó bị đình chỉ rồi. Thì như các cô chú bác đều biết là ở bên Việt Nam của mình, nếu như nói những cái gì mà có hại đến, nói những cái gì sự thật thôi mà không có lợi cho nhà nước thì sẽ bị cấm. Và lúc đó là không có được đăng nữa. Nhưng là rất là may mắn cho Phương Anh thì là đã được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã nhận được cái mẫu đặc báo đó, cũng để lúc đó liên lạc với Phương Anh cũng như cùng các bạn. Thì là lúc đó thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nói là bây giờ cần cái gì, sự giúp đỡ gì thì hỏi ha, sức khỏe. Thì Phương Anh lúc đó xin tiền. Thì Phương Anh nói là bởi vì lúc đó bạn của Phương Anh rồi bị bỏ đói, rồi là lúc đó bị đánh đập, không có một cái gì, người bạn thì chết, sắp chết hết rồi, mà bây giờ không có gì ăn. Thì ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhờ người cầm đến cho Phương Anh là 3.000 Mỹ Kim để mà chia đều cho 276 người lao động ở trong cái lúc cứu đói như vậy. Thì nhân tiện đây thì Phương Anh cũng không bao giờ quên, khi nhắc tới thì là Phương Anh xin chân thành cảm ơn cô chú bác cùng các anh chị, những người mà đã ủng hộ cho Phương Anh cùng các bạn của Phương Anh ở bên Jordan. Phương Anh thực sự xin cảm ơn tấm lòng vàng của cô chú bác cùng anh chị rất là nhiều. Thì là khi nhận cái số tiền đó rồi, nhận cái số tiền đó, từ lúc đó là em là một kẻ tội phạm. Chị Lâm có thể là không hiểu, nhưng mà từ lúc đó thì là phía phái đoàn Việt Nam sang, gồm ông Trương Xuân Thanh làm Bộ Ngoại giao, Trần Việt Tú làm ở lãnh sự quán tại Cairo, Ai Cập, ông Tạo làm Bộ Lao động và các số của thành phần quan chức khác, đại diện là hơn 11-12 người sang bên Jordan để mà nói em là Vũ Phương Anh là người nhận tiền của bọn phản động. Thức đó em rất là hoang mang, em không biết phản động là cái gì, mà không biết ai là phản động. Thì em có nói là em không có nhận tiền của phản động. Đó, thì họ nói là bởi vì là Vũ Phương Anh nhận tiền của, xin lỗi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, bởi vì Phương Anh nói muốn nhắc lại cái lời nói của họ, họ gọi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là tên Thắng. Phương Anh, vì Phương Anh đã nhận tiền của tên Thắng, mà tên Thắng là một tổ chức chống lại chính phủ Việt Nam, chống đối lại chính phủ Việt Nam. Đó, và nói các bạn của Phương Anh là ép các bạn của Phương Anh tiếp tục phải đi làm và không có đình công nữa, bởi vì đình công như vậy là sai luật pháp. Và nghĩa là vu cho Phương Anh của các bạn đủ mọi thứ, ép các bạn của Phương Anh phải đi làm. Trong khi đó họ nhìn thấy Ngọc, Ánh và Vang, những người điển hình, người ta sắp chết hết đến lượt rồi, mà các ông đó không còn lo nghĩ gì hết, không có suy nghĩ, không có cứu người ta đi bệnh viện, không có gì hết, mà Phương Anh phải cầu cứu tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã liên lạc với tổ chức IOM ở bên đó để đến để cứu chữa bệnh cho những người bệnh nhân của các bạn của Phương Anh. Em liên lạc qua với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng qua phone. Qua phone. Yeah. Thì bây giờ để mình nói thẳng với vấn đề là hình như là em bị bắt về lại, đưa về lại Việt Nam. Yeah. Thì trên cái hành trình mà em đi về Việt Nam
thì anh Nguyễn Đình Thắng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có chỉ em cái cách để dạ, trốn có. Trốn ra. Em có thể chia sẻ về cái vấn đề này. Cái chuyện thì rất là dài, nhưng Phương Anh chỉ tóm tắt thôi. Okay. Là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã cho Phương Anh tiền và hướng dẫn Phương Anh là phải để cái hộ chiếu ở trong người Phương Anh, cũng như là phải mặc nhiều quần áo vào để cải trang. Đó, ví dụ bởi vì là các ông đó nói là Phương Anh về đến phi trường ở Hà Nội sẽ bị bắt bởi vì lý do là tiếp tay với bọn phi chính phủ. Nhưng lúc đó là thực sự là Phương Anh chỉ có nhận tiền để cứu đói với cho các bạn của mình thôi. Thì lúc đó thì là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hướng dẫn là khi mà chạy đến cái phi trường để chạy trốn á, là nhớ là để tất cả đồ đạc ở lại. Đó, và chỉ đi một mình, coi như là chỉ vừa đi đâu thôi. Và lúc đó là sẽ cởi cuối cái bộ quần áo ngoài ra để cải trang, để mà nghĩa là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hướng dẫn Phương Anh rất là tỉ mỉ. Và trong cái đợt đó Phương Anh về cùng với một nhóm người bạn nữa, và phía chính phủ cũng như là đi theo để mà áp tải Phương Anh về để trừng trị theo pháp luật. Đó, thì lúc đó thì Phương Anh về đến tận sân bay Bangkok, bởi vì cũng định trốn từ hai cái sân bay trước rồi nhưng mà không có được. Thì về đến sân bay Bangkok thì lợi dụng cái sự mà sơ hở của họ, thì lúc đó Phương Anh có vào một cái red room, nghĩa là vào cái toilet để mà suy nghĩ lại coi, bởi vì rất là may là Phương Anh lại không có vào cái toilet nữ mà lại vào cái nơi của nam. Thì là Phương Anh vào đó thì Phương Anh lại nghe được tiếng tàu, thì Phương Anh thấy hai người đàn ông, người ta nói là bây giờ họ ra ngoài sân bay Bangkok, họ đi vòng vòng rồi sau đó họ quay lại để họ về. Thì em mới chạy đến, em mới nói là tôi đang gặp nguy hiểm, các ông hãy cứu, anh cứu tôi để đưa tôi về với, ra ngoài cái sân bay với. Thì công nhận là Phương Anh rất là may mắn, là cái sân bay đó là cái sân bay rất là dễ, chỉ cần mình có cái hộ chiếu và mình ghi, mình biết đường ra là mình ra được thôi. Thì khi mà Phương Anh thoát ra khỏi được cái sân bay đó thì đã có người của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đứng ở đó,